Nhật Lệ xin mến chào quý thính giả đã đến với kênh Radio 2. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong chương trình phát sóng quen thuộc của kênh, Nhật Lệ sẽ mang tới quý vị và các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Hy vọng những tình tiết trong câu chuyện sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút nghe chuyện thật ý nghĩa. Nào, chúng ta cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu thẳng vào giường của Hạnh. Đồng thời điện thoại bên cạnh reo lên tiếng chuông báo thức. Hạnh đưa tay tắt điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong, mở tủ, cô lấy ra một bộ quần áo đơn giản, mặc vào, trang điểm nhẹ nhàng xong cầm túi xách rời khỏi nhà. Hạnh lái xe đến tiệm, mở cửa dọn dẹp. Dù tiệm có nhân viên nhưng cô vẫn muốn tự tay làm thì mới yên tâm. Xong cô đặt lò nướng mẻ bánh mới, rồi mới vào quầy pha chế kiểm tra chất lượng cà phê vừa được giao tới không lâu. Chiếc bánh mì nóng hổi, chấm cùng sữa đặc và ly cà phê là bữa sáng hoàn hảo cô tự thưởng cho bản thân để bắt đầu một ngày làm việc năng suất. Cùng lúc đó vừa hay, có người đẩy cửa tiệm bước vào, đó không ai khác là Trung. Cậu nhân viên đã theo Hạnh từ những ngày đầu tiên mở tiệm cà phê. Vừa thấy cậu đến, cô liền đứng dậy đi vào quầy, bưng ra một phần tương tự đặt lên bàn. Giọng không cao không thấp nói: "Ngồi xuống ăn sáng đi." "Dạ, em cảm ơn, chị làm em ngại quá." Miệng nói lời khách sáo là vậy, nhưng Trung vẫn vui vẻ để ba lô qua một bên, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Hạnh. Nhấp một ngụm cà phê đen đá, cậu không ngừng cảm thán: "Cà phê của chị pha vẫn là ngon nhất, lại thêm bánh mì nóng chấm sữa đặc, quả thực là bất bại." "Thôi bớt nịnh đi, lần nào cũng nói câu đấy, em không thấy chán à?" "Em chỉ nói sự thật thôi mà." "Học xong thạc sĩ rồi tiếp theo định làm gì?" Ngón tay mân mê trên quai của tách cà phê, Hạnh hỏi bất ngờ khiến cho Trung nhất thời chưa kịp phản ứng. Cậu chỉ trả lời qua loa: "Chắc là tiếp tục ở lại đây làm nhân viên của chị. Dù sao cũng gắn bó với quán cà phê này từ những ngày đầu tiên, nên bây giờ rời đi có chút không nỡ." "Em đã tốt nghiệp bao lâu rồi mà vẫn loanh quanh ở đây không thấy phí à?" "Sao lại phí? Đối với em thì bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ thì cũng như nhau thôi, đều là đi học thôi mà." "Sao có thể như nhau được chứ? Nếu không phải do em cương quyết muốn ở lại thì chị đã cho em nghỉ từ lúc em tốt nghiệp rồi. Sắp là thạc sĩ kinh tế mà nói chuyện chẳng suy nghĩ gì cả. Em phải tìm công việc ổn định để còn lập gia đình chứ." Tâm trạng của Trung trùng xuống một nhịp. Không hiểu sao cậu lại thấy không vui khi nghe những lời đó từ miệng của Hạnh. Chợt cô bưng khay đồ ăn đứng dậy đi vào trong quầy. Cậu ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: "Chị đi đâu thế?" "Chị ăn xong rồi, em ăn nhanh đi, sắp đến giờ mở cửa rồi đấy." Dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn qua một bên, Trung nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi dọn dẹp lại quầy pha chế một lần nữa. Vẫn như thường lệ, quán vừa mở cửa không bao lâu thì khách hàng lần lượt kéo tới, báo hiệu một ngày làm việc bận rộn của Hạnh lại tiếp tục. Hôm nay tiệm nhập về ít cà phê mới nên đích thân Hạnh vào quầy pha chế. Vì số lượng không nhiều nên sẽ dành làm đồ tặng đi kèm theo đơn hàng để khách dùng thử. Ngoài ra cô còn làm thử mẻ bánh theo công thức mới tìm được tối qua. Vì quán bán theo hình thức mang đi nên chỗ ngồi ở tiệm không có nhiều, thành ra là có bao nhiêu khách thì Hạnh đều thấy cả. Ánh mắt của cô lướt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí người đàn ông mặc vest trông rất lịch lãm ngồi ở góc cửa sổ. Trông người đàn ông này rất lạ mắt, có lẽ là khách mới đến lần đầu. Thoáng nghĩ như vậy rồi Hạnh tiếp tục công việc còn dang dở. Người đàn ông ngồi ở góc cửa sổ đang mân mê ly cà phê trên tay. Đó là Long, giám đốc của công ty về kiến trúc ở phía đối diện với quán. Kiểm kê xong, Hạnh gấp gọn quyển sổ để qua một bên. Trên người cô vẫn còn đang đeo tạp dề, cô niềm nở đi tới từng bàn khách hỏi về chất lượng của cà phê mới. Đa phần đều là khách quen nên nói chuyện rất thoải mái. "Hai đứa thấy cà phê mới thế nào?" "Dạ ngon lắm ạ, loại này đậm đà mà rất vừa vặn, cà phê chị Hạnh pha mãi là đỉnh." "Chị đang làm thử mẻ bánh mới, để chút nướng xong mang ra cho hai đứa thử luôn nhé." "Dạ bọn em cảm ơn, chị Hạnh là tuyệt nhất."
Nói thêm vài câu rồi Hạnh đi tới phía bàn của Long, vẫn thái độ niềm nở. Cô đứng đối diện phía anh ngồi, mỉm cười nói: "Chào anh, trông anh rất lạ. Hình như đây là lần đầu anh đến tiệm của tôi thì phải." "Tôi làm việc ở công ty đối diện nên đã uống cà phê ở tiệm nhiều rồi, nhưng kỳ thực đây là lần đầu đến tận nơi thưởng thức. Mà có chuyện gì sao?" "À không, chỉ là tôi muốn hỏi anh về chất lượng cà phê mới của tiệm thôi mà." "Ý cô là ly này à?" Long cầm ly cà phê đưa lên mũi ngửi, lại nhấp một ngụm nhỏ. Trên gương mặt của anh lộ ra ý hài lòng. Anh đáp lời: "Ly cà phê này có mùi thơm từ hạt cà phê rang. Hậu vị ngọt tự nhiên cân bằng giữa độ đắng và độ chua rất dịu. Ngoài ra nhiệt độ cũng vừa vặn để tôn lên hương vị vốn có mà không bị mất đi chất của cà phê. Không biết nên khen cà phê ngon hay là khen tay nghề của người pha tốt nữa." Hạnh chăm chú lắng nghe những lời mà Long nói. Cô quả thực bất ngờ vì không nghĩ anh lại am hiểu về cà phê đến như vậy. Không nhịn được, cô liền cảm thán: "Không ngờ anh lại am hiểu về cà phê đến vậy đấy." "Tôi chỉ biết một chút thôi, so với cô chủ đây quả thực không dám múa rìu qua mắt thợ." "Anh đừng nói vậy, tôi cũng chỉ là chủ tiệm cà phê bình thường thôi. Để nói thì có lẽ là am hiểu hơn mọi người một chút." "Vậy xem ra mấy cái chứng chỉ kia là giả rồi." Ánh mắt của Long hướng về mấy khung ảnh chứng chỉ đặt ngay ngắn ở phía kệ phía trên quầy pha chế. Kỳ thực có rất nhiều, nhưng điển hình trong đó là hai chứng chỉ danh giá của SCA về pha chế và đánh giá các loại cà phê rang xay. Đối diện với lời nói bông đùa của anh, khiến Hạnh không khỏi bật cười thành tiếng. Cô hạ giọng mà đáp: "Anh tinh mắt thật đấy, xem ra không có gì qua được mắt anh rồi." "Thói quen nghề nghiệp thôi, vì tôi là kiến trúc sư nên đôi khi sẽ tinh mắt hơn người bình thường một chút. Nhân tiện phải khen tiệm của cô thiết kế theo phong cách cổ điển trông rất độc đáo và hoài niệm. Tiệm này là tự tay bố tôi thiết kế và sắm sửa từng cái bàn cái ghế đến đồ trưng bày. Ông ấy là kiến trúc sư giống anh đấy. Chắc hẳn bác trai là một kiến trúc sư lão làng. Nói thực tôi rất mong có dịp gặp ông ấy một lần." Chợt mí mắt của Hạnh cụp xuống. Long tiếp tục nhâm nhi ly cà phê trên tay mà không để ý thấy thái độ khác thường của Hạnh. Rất nhanh sau đó, cô đã kịp quay trở về trạng thái niềm nở ban đầu. Hạnh mỉm cười nói: "Tôi đang nướng mẻ bánh mới, bây giờ chắc cũng chín rồi. Không biết anh có muốn thử không?" "Nếu được vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi chưa ăn sáng. Vậy anh đợi tôi một lát nhé." Hạnh nói rồi quay lưng đi. Mới được vài bước, chợt cô dừng lại, quay đầu thấp giọng nói với Long: "Về chuyện lúc nãy anh nói, nếu có dịp tôi nhất định sẽ đưa anh đến gặp bố tôi." Long không nói gì cả, anh chỉ im lặng ngồi đó nhìn theo bóng lưng Hạnh khuất dần sau bếp. Tự nhiên, khóe miệng anh vô thức nhếch lên đầy khó hiểu, ánh mắt dường như chứa đựng rất nhiều tâm sự chưa thể thổ lộ. Đi vào trong bếp, Hạnh cúi xuống mở lò nướng ra. Mùi bánh mới nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi. Gương mặt của cô hiện rõ ý hài lòng, xen lẫn tự hào với mẻ bánh vừa làm. Cẩn thận đeo găng tay xong, cô cầm cả khay bánh nóng hổi đặt ra bàn. Hạnh cầm trước mấy cái mang ra ngoài quầy. Trung đang làm cà phê cho khách đặt trước, vậy mà ngửi thấy mùi thơm của bánh mới nướng cũng phải ngừng tay. Cậu đang đeo găng tay nên không tiện cầm bánh, nên cô đành đút cho cậu. "Chị vẫn chưa thử nữa, em thấy bánh thế nào?" "Bánh ngon lắm chị ạ. Em nghĩ có thể cân nhắc cho bánh vào menu chính của tiệm. Mà mấy cái bánh này chị định mang đi đâu thế?" "Chị mang mấy cái ra cho Tú với Nhi ăn thử." Nói rồi, Hạnh đút nốt nửa cái bánh còn lại vào miệng của Trung. Xong, cô mang theo đĩa bánh đến bàn của hai người khách quen. Nhìn thấy đĩa bánh đã được đặt đến trước mặt, Nhi sáng mắt cầm lên hít hà mùi thơm. Tú thì tiện tay cầm lấy một cái bánh bỏ vào miệng. Gương mặt không lộ nhiều biểu cảm, chỉ gật gù mấy cái. Nhi cũng cầm một cái bánh lên bỏ vào miệng. Ánh mắt cứ như vậy liền sáng bừng lên, không ngừng cảm thán: "Ôi chị ơi, bánh ngon cực đấy. Lát nữa chị cho bọn em xin cầm về mấy cái với nhé." "Được rồi, để chị bảo Trung gói mấy cái cho hai đứa mang về. Thôi, ăn tiếp đi, chị qua bên kia có chút việc." Dứt lời,
Hạnh cầm đĩa bánh còn lại trên tay đi qua bàn của Long. Vừa thấy cô tới, anh liền gấp gọn quyển sách trên tay qua một bên. Cơ mặt cũng đã giãn ra đôi phần. Để đĩa bánh đến trước mặt anh xong, Hạnh đứng nép qua một bên ở phía đối diện. Giọng không cao không thấp, cô nói: "Bánh đâu mới nướng vẫn còn nóng, anh ăn thử rồi cho tôi xin nhận xét nhé." "Chưa ăn, nhưng tôi khá chắc là bánh này rất ngon đấy. Mùi thơm phức thế này cơ mà. À, cô ngồi xuống ghế đi. Để cô chủ đứng bên cạnh như vậy tôi thấy không phải phép lắm." Hạnh nghe lời ngồi xuống ghế đối diện. Long cầm bánh lên cắn một miếng vừa đủ. Chợt anh cau mày khiến cô hơi khó hiểu, xen lẫn chút cảm giác bối rối. Cô hơi e dè mà hỏi: "Sao thế? Bánh không ngon à?" "Không phải là ngon mà là cực ngon luôn." Hạnh bật cười trước lời cảm thán của Long. Ngay chính khoảnh khắc này, quả thực cô đã nhìn anh bằng con mắt khác. Thật không ngờ anh lại có khiếu hài hước như vậy đấy. "Không ngờ ư?" "Chỉ là ban đầu nhìn vẻ bề ngoài của anh, kỳ thực tôi đoán anh phải là người lãnh đạm khó tính cơ." Long cười phá lên trước câu nói vô tư của Hạnh. Cứ như vậy, hai người ngồi nói chuyện qua lại rôm rả. Từ khoảnh khắc ấy, họ nhận ra bản thân thế mà lại có nhiều điểm chung với đối phương đến vậy. Trung đứng ở quầy pha chế nhìn qua, thấy cô vui vẻ như thế, tự nhiên khóe miệng cũng vô thức nhếch lên. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Long thường xuyên ghé đến tiệm cà phê. Mục đích phụ là uống cà phê, còn mục đích chính là để gặp cô chủ Hạnh. Lâu dần nhân viên của tiệm đều quen mặt anh cả, thậm chí họ còn bông đùa gọi anh là anh rể nữa. Ai nhìn vào cũng đều nhận ra Long có tình cảm với Hạnh. Tất nhiên, bản thân cô cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là cô chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Hơn hết, cô chỉ coi anh giống như một người bạn đơn thuần thôi. Anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô, nên anh không vồ vập tấn công, mà chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi, từng bước đến bên cạnh cô. Có lẽ anh muốn dùng sự chân thành của mình để khiến cô động lòng. Thẳng thắn mà nói, quả thực từ sau khi quen Long thì Hạnh đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là cô không nhận ra điều đó mà thôi. So với trước đây thì cô mỗi ngày đều vui vẻ tươi tắn với nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Gần đây công ty của Long vừa nhận được mấy dự án mới nên anh trở nên bận rộn đến không cả có thời gian động đến điện thoại. Nếu như trước đây mỗi ngày anh đều gọi cho Hạnh ít nhất một cuộc thì mấy ngày hôm nay cả một tin nhắn cũng không có. Hạnh đoán chừng Long đang bận nên cũng không dám gọi điện làm phiền. Chỉ là nếu cứ ngồi im đợi thì trong lòng cô lại có cảm giác nôn nao khó chịu. Đúng lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ ngoài cửa có một cô gái trẻ bước vào. Trùng hợp sao đó lại là trợ lý của anh. Vì cô ấy thường xuyên qua tiệm đặt cà phê cho cả văn phòng nên coi như đều quen biết cả. Cô gái tiến đến quầy niềm nở nói với Hạnh: "Chị Hạnh ơi, lấy cho em 15 ly như cũ ạ." "Em ngồi ở đây đợi chị một chút nhé, vì hôm nay chỉ có một mình chị ở tiệm nên hơi mất thời gian." "Hôm nay Trung không đi làm hả chị? Chắc phải chiều cậu ấy mới đến. Mà sao lần nào đến đây em cũng hỏi Trung thế? Hay là hai đứa có gì với nhau rồi?" Hạnh vừa pha cà phê vừa nói chuyện với cô trợ lý. Tự nhiên cô nói câu đó xong, không thấy cô ấy trả lời thì mới ngẩng đầu lên nhìn. Vậy mà lại tình cờ bắt gặp đôi má đỏ ửng vì ngại của cô ấy. Cười xòa, cô liền chuyển chủ đề lân la hỏi về Long. "Hà này, dạo gần đây công ty em có vẻ bận nhỉ?" "Vâng, công ty em vừa nhận mấy dự án mới nên ai nấy đều bận tối mắt tối mũi." "Mà sao chị biết thế ạ?" "À, chỉ là dạo này không thấy anh Long qua đây nên là chị đoán vậy thôi." Nhắc đến sếp Long, em mới nhớ mấy ngày hôm nay trông người ấy xanh xao mệt mỏi thấy rõ luôn đấy chị. Đôi bàn tay thoăn thoắt của Hạnh chợt khựng lại. Cô cúi đầu để che đi ánh mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay lập tức cô hỏi lại: "Anh Long bị bệnh à?" "Bây giờ thì chưa, nhưng mà cứ cái đà này em nghĩ không sớm thì muộn cũng đổ bệnh thôi. Chị nghĩ xem, anh ấy đã 3 ngày liên tục ở lại văn phòng rồi. Ăn uống thì qua loa, ngủ nghỉ thì tạm bợ vài tiếng. Em nghe mấy anh chị trong văn phòng nói, mỗi lần có dự án mới, anh ấy đều như vậy cả.
Hay, đúng là bán mạng cho tư bản mà. Hạnh đặt 15 ly cà phê xếp gọn gàng lên bàn. Trong lúc Hà đang xách lần lượt từng túi cà phê thì cô tranh thủ vào bếp lấy ra một cái hộp giấy nhỏ. Cô ghi ra giấy mấy chữ rồi dán lên hộp đưa cho cô ấy. Cẩn thận, căn dặn kỹ lưỡng. Em nhớ đưa hộp bánh này đến tận tay anh Long nhé. Eo ơi, sao chỉ mình sếp Long là có bánh đi ạ? Ngoan đi, để lúc nào rảnh chị làm riêng cho em một mẻ. Hà vui vẻ gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Hạnh nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, lại nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm, không một chút động tĩnh. Vào đến phòng làm việc, cô ấy phát cà phê cho từng người, rồi cũng không quên để lại cho bản thân một ly ở trên bàn. Xong xuôi, Hà mới tiến đến gõ cửa phòng của Long. Đợi khi bên trong có tiếng phản hồi mới đẩy cửa bước vào. Trên tay cô ấy cầm ly cà phê và hộp bánh của Hạnh đặt lên bàn. Anh vẫn chăm chú với đống giấy tờ xung quanh nên chỉ nói qua loa. Để cà phê ở đó là được rồi, em ra ngoài đi. Sếp Long, anh ngừng tay một chút đi ạ. À. Anh đã làm việc liên tục 3 ngày nay rồi mà. Không cần phải lo cho anh, ra ngoài đi. Không phải, ý em là anh ngừng tay để ăn bánh đi ạ. À. Bánh này là chị Hạnh dặn kỹ em phải đưa đến tận tay anh mới được đấy. Hạnh. Ánh mắt của Long ngay lập tức sáng lên trông thấy. Anh gấp gọn đống giấy tờ qua một bên, xong cầm hộp bánh và ly cà phê đến trước mặt, thấp giọng nói. Bánh và cà phê anh đều nhận rồi, em ra ngoài làm việc tiếp đi. Hà gật gù xong cô nhanh chóng rời đi. Long gỡ tờ giấy nốt trên hộp bánh ra, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ nắn nót được viết trên đó. Bận thì bận nhưng cũng đừng bỏ bê sức khỏe của mình. Thời gian gấp nên tôi chỉ chuẩn bị được thế này thôi. Anh ăn tạm lót dạ đi để có sức làm việc. Long cẩn thận dán tờ giấy đó lên đầu màn hình máy tính. Đó là nơi anh có thể nhìn thấy nó một cách rõ nét. Xong mở hộp bánh ra ăn một cách ngon lành. Không quên chụp ảnh đang ăn bánh rồi gửi qua cho Hạnh. Nhìn thấy tin nhắn sau mấy ngày im lặng, cô coi như cũng yên tâm phần nào. Chỉ là trông anh đúng là có chút xanh xao nhợt nhạt của người thiếu ngủ lâu ngày. Khoảng 4 giờ chiều, Trung mới đến tiệm. Vừa thấy cậu bước vào, ánh mắt của Hạnh ánh lên vẻ mừng rỡ như là gặp được vị cứu tinh. Cô vội tháo tạp dề treo lên kệ, rồi xách túi đi đến trước mặt cậu. Giọng nói có chút gấp gáp. Bây giờ chị phải ra ngoài có chút việc rồi. Nếu tối chị không quay lại thì em cứ chủ động dọn dẹp đóng tiệm nhé. Còn chưa để Trung nói lời nào thì Hạnh đã vội vã rời đi. Đúng lúc đó lại có khách vào nên cậu lập tức quay vào quầy đeo tạp dề chuẩn bị đồ. Hạnh tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ ăn, sau đó trở về chuẩn bị một bữa tối đầy đủ. Xong xuôi cô cẩn thận sắp xếp tất cả ngay ngắn vào trong hộp cơm rồi bắt taxi đến công ty của Long. Vì bác bảo vệ của công ty đã quen mặt Hạnh rồi nên chỉ hỏi qua loa vài câu là đã cho cô vào, thậm chí còn tận tình chỉ đường đến văn phòng của Long. Đi tới đầu hành lang, cô vô tình va phải một người phụ nữ khoảng chừng gần 30 tuổi. Cô ta ăn mặc trông rất lịch sự và sang trọng, ngay lập tức vội vã cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Thật ngại quá, do tôi mải tìm phòng nên là không nhìn thấy cô. Người phụ nữ đó cũng không có ý làm khó dễ Hạnh nên chỉ cười dịu dàng mà nói. Không sao, lần sau đi cẩn thận một chút là được rồi. Hạnh lần nữa cúi đầu với người phụ nữ rồi nhanh chóng rời đi. Cô ta phút trước còn mỉm cười với cô mà chỉ sau khi cô vừa đi được mấy bước liền thay đổi thái độ. Nụ cười lúc nãy đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần sau ngã rẽ hành lang của cô. Đôi môi đỏ mấp máy. Rốt cuộc thì cô ta có điểm gì đặc biệt mà anh lại chết mê chết mệt vậy hả Long? Vì muốn tạo bất ngờ cho Long nên Hạnh không báo trước. Đứng bên ngoài, cô khẽ đẩy cửa nhìn vào bên trong. Dáng vẻ tập trung làm việc của anh khiến cô không tự chủ được mà khóe miệng nhếch lên. Kỳ thực lúc này trông anh thu hút một cách kỳ lạ. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hạnh đưa tay gõ cửa xong đẩy cửa đi vào. Long không nhìn lên lấy một cái, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính, giọng nói mang theo chút bực dọc. Những lời tôi nói cô nghe không hiểu à?
Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên đưa cô xuống. Là tôi, Hạnh đây. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Long ngay lập tức ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là Hạnh với bộ quần áo đơn giản cùng túi đựng hộp cơm trên tay. Anh không tránh khỏi có chút bất ngờ xen lẫn bối rối rồi nói: Xin lỗi, tôi không biết là cô tới. À, cô ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ quay lại ngay. Nói rồi, Long đi vào vệ sinh. Hạnh đặt túi đựng cơm lên bàn. Cô ngồi xuống sofa, nhìn lướt qua một vòng xung quanh phòng. Quả thực là văn phòng của kiến trúc sư, nên từ lối thiết kế đến cách bày trí đều mang tính thẩm mỹ cao. Là một người được tiếp xúc với kiến trúc từ bé, nên Hạnh không nhịn được mà đứng dậy đi ngắm nghía một vòng. Một lúc sau, anh trở ra thấy cô đang đứng ở kệ tủ trưng bày của mình, nên thấp giọng hỏi: Cô thấy sao? Mấy mô hình này đều là tự tay anh làm à? Đẹp thật đấy, trông rất độc đáo và kỳ công. Đừng khen nữa, tôi thấy ngại lắm. Hạnh cười xòa, xoay người về sofa. Long cũng đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này, anh như sực nhớ ra điều gì đó nên mới hỏi: Lúc nãy quên chưa hỏi, sao cô tới ở đây? Mà tới cũng không nói với tôi một tiếng. Tôi nghe Hà nói mấy hôm nay anh đều ở lại công ty nên ăn uống ngủ nghỉ không điều độ. Thế nên tôi có làm mấy món mang tới cho anh đấy. Ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Nói rồi, Hạnh lấy ra hộp cơm từ trong túi vải, mở nắp, cô đẩy tới trước mặt Long, xong còn chu đáo lấy giấy lau thìa lau đũa cho anh nữa. Chưa bàn tới hương vị, thì mùi thơm và cách bày trí nịnh mắt đã khiến anh ngay lập tức muốn ăn rồi. Long cầm hộp cơm lên ăn một cách ngon lành, làm cho Hạnh ngồi bên cạnh cứ cười tủm tỉm suốt vì anh thích món ăn mà cô nấu. Chẳng mấy mà anh đã ăn hết sạch. Uống một ngụm nước lớn rồi anh cảm thán: Bữa tối này thật sự rất ngon, cảm ơn cô. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi tôi mới ăn một bữa ngon như vậy. Ở một mình tôi đều tự nấu ăn cả, nhưng kỳ thực không thể nào ngon được như là đồ ăn cô nấu. Nếu anh thích thì sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn. Được, chốt nhé. Mà anh đừng nghĩ gì linh tinh nhé. Ý tôi là nấu nhiều hơn một chút rồi chia sẻ cho anh thôi. Tôi không nghĩ gì đâu mà, cô cứ yên tâm đi. Ngoài mặt thì Long nói như vậy, nhưng trong lòng anh thì lại rộn ràng như mở hội. Có lẽ Hạnh đã rung động với anh rồi. Kỳ thực cô chẳng có lý do gì để khước từ hay là né tránh anh hết. Lý do duy nhất có chăng là cô sợ đánh mất người bạn đáng quý này thôi. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Long lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hạnh vốn dĩ đã định rời đi rồi, nhưng vì trời đã tối nên anh chủ động nói xong việc sẽ chờ cô về sau. Dẫu sao anh đã ở lại văn phòng 3 ngày rồi, cũng đến lúc phải về nhà thôi. Không còn cách nào từ chối nên Hạnh chỉ đành ngồi ở sofa đợi. Trong lúc đó, cô lấy bừa một quyển sách trên kệ để đọc. Cứ như vậy cô ngủ quên lúc nào không ai biết. Đến lúc Long xong việc thì quay qua đã thấy cô ngủ ngon lành rồi. Long chậm rãi lấy từ trong tủ ra một cái chăn mỏng, xong anh đứng dậy từ từ tiến đến lấy quyển sách ra khỏi tay của Hạnh đặt qua một bên. Anh cẩn thận cởi giày và đỡ cả người cô nằm gọn trên chiếc ghế êm ái, sau đó mới ân cần rũ chăn ra và đắp lên người cho cô. Hụy một gối ở bên cạnh, anh nhìn cô một hồi rồi mới quay về bàn làm việc. Trong lòng thầm nghĩ, cô ấy ngay cả khi ngủ cũng xinh đẹp đến như vậy. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên rọi vào văn phòng, điện thoại trên bàn kêu lên từng hồi chuông liên tục. Hạnh mới lim dim theo thói quen, đưa tay quờ quạng cầm điện thoại lên tắt chuông báo thức. Xong, Hạnh mới mở mắt ra nhìn xung quanh thì nhận ra cả đêm hôm qua mình vẫn luôn ở văn phòng của Long. Nhìn cái chăn mỏng trên người, cô đoán là bản thân ngủ quên, tự gõ vào đầu mình mấy cái như là tự trách bản thân lơ đãng. Rồi cô đứng dậy, cầm cái chăn mỏng đắp lên người anh đang ngủ gật ở trên bàn làm việc. Không quên dán một tờ giấy ở bên cạnh để anh vừa dậy là có thể lập tức đọc được. Sau đó Hạnh cầm theo túi sách và túi vải đựng hộp cơm lặng lẽ rời đi. Cô bắt taxi về nhà tắm gội thay đồ, tiện thể chuẩn bị ít đồ cần thiết, rồi xong mới đến mở tiệm. Vừa vào đến tiệm, cô không vội dọn dẹp theo thói quen
mà đi thẳng vào trong bếp hí hoáy gì đó. Khoảng hơn một tiếng sau, khi Hạnh rời đi, Long mới thức dậy. Anh ngồi dậy vươn vai một cái cho thật thoải mái, thì cái chăn ở phía sau lưng rơi xuống ghế. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn chỗ ghế sofa thì đã trống trơn từ lúc nào. Ngay khi Long vừa định cầm điện thoại lên gọi cho Hạnh thì ánh mắt lại va phải tờ giấy nốt ở bên cạnh mới cầm lên đọc. Khi nào anh dậy thì xuống tiệm tôi lấy đồ ăn sáng nhé. Khỏi phải nói, Long đã vui thế nào khi đọc được lời nhắn của Hạnh. Không chần chừ thêm nữa, anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Sau đó anh đi thay lấy một bộ quần áo mới và chải chuốt tóc tai đàng hoàng, rồi mới yên tâm đi xuống tiệm để gặp cô. Văn phòng cũng như ngôi nhà thứ hai của anh vậy, mấy đồ dùng hay là quần áo mới để thay đều có hết. Lúc Long xuống tiệm thì tiệm vẫn chưa mở cửa. Cứ như thế anh đẩy cửa đi vào trong, liền thấy một bàn ăn đã được bày biện ra đầy đủ. Cùng lúc đó, Hạnh đeo tạp dề từ quầy bưng ra hai ly sữa nóng hổi vẫn còn đang bốc khói. Hai người ngồi xuống bàn vừa ăn sáng vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong, Long còn đề nghị dọn dẹp và rửa bát giúp Hạnh. Kỳ thực, dáng vẻ khi người đàn ông đeo tạp dề rửa bát vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Cô đứng bên ngoài ngẩn người nhìn anh một lúc rồi mới quay người ra ngoài tiếp tục dọn dẹp chuẩn bị mở tiệm. Hạnh chỉ vừa mở tiệm được mấy phút thì Hà đã đến rồi. Gần như sáng nào cũng vậy, cô ấy đều đảm nhận việc đi mua cà phê cho cả phòng. Cô đang tất bật chuẩn bị nên chưa kịp báo với Long, nên mới xảy ra chuyện mà không có cách nào giải thích được. Trong lúc Hạnh đang nói chuyện vui vẻ với Hà thì từ trong bếp Long đi ra với chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp, được sơ vin gọn gàng cùng chiếc quần âu đen. Anh không để ý đến sự hiện diện của Hà nên rất thản nhiên nói với cô: "Tôi đang rửa bát dở thì đường ống nước bị hỏng làm nước bắn tung tóe hết lên người. Tiệm của cô có cờ lê không? Cô cho tôi mượn đi." "Sếp Long, mới sáng sớm mà sao anh lại ở đây, lại còn rửa bát cho chị Hạnh nữa?" Giọng của Hà lanh lảnh vang lên làm cho Long giật mình. Lúc này anh mới nhận ra cô trợ lý đã ngồi đó từ bao giờ. Bình thường ở công ty, anh luôn bày ra dáng vẻ một người sếp nghiêm khắc, nên quả thực để nhân viên nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này, anh ngại đến mức chỉ muốn lập tức đào cái hố mà chui xuống thôi. Hạnh bối rối không kém, nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại bình tĩnh, nghĩ ra một cái cớ tạm coi là hợp lý để giải thích cho tình huống này. "Chị mời anh Long ăn bánh nên anh ấy giúp chị rửa bát thôi." "Chỉ thế thôi à?" "Tất nhiên rồi, chỉ thế thôi. Cà phê của em xong rồi đây, cầm về đi kẻo mọi người đợi." "Dạ, vậy em về đây. Sếp Long ở lại sửa ống nước giúp chị Hạnh rồi về sau nhé." Cao giọng nói, rồi Hà cầm mấy túi cà phê hí hửng rời đi. Lúc này Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Còn Long thì ngại ngùng, quay người lại vào bên trong bếp. Nhìn dáng vẻ này của anh khiến cho Hạnh không nhịn được mà bật cười. Xong cô đứng dậy đi lấy cờ lê mang vào cho anh. Vì là dân kiến trúc nên Long không mất quá nhiều thời gian để sửa đường ống nước. Xong xuôi, anh chỉnh lại quần áo một chút rồi tạm biệt Hạnh để trở về công ty. Đi ngang qua bàn làm việc của Hà, anh dừng lại, gõ xuống mặt bàn mấy cái. Giọng nói nhỏ vừa đủ để cô ấy nghe. "Vào văn phòng gặp anh một chút." Dứt lời, Long đi thẳng vào trong phòng. Hà cũng ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó nên tiện tay cầm theo tập hồ sơ rồi lẽo đẽo đi theo ngay phía sau. Còn chưa kịp để anh nói lời nào thì cô đã nhanh nhảu nói trước: "Em biết là anh muốn nói chuyện gì. Em hứa sẽ không nói với người ngoài chuyện em vừa thấy đâu ạ." "Anh và Hạnh không làm gì mờ ám cả, chỉ là anh không muốn cô ấy phiền phức thôi." "Em hiểu mà, anh không cần giải thích nhiều thế đâu ạ." "Được rồi, em đi ra ngoài đi. À, báo cả phòng 10 phút nữa họp." Hà gật đầu chào Long rồi quay người rời đi. Ra ngoài, cô ấy thông báo lịch họp với mọi người, xong trở về bàn làm việc soạn lại mấy hồ sơ cần thiết. Trong lúc đó, ở tiệm của Hạnh cũng đang bận rộn với những đơn cà phê đến liên tục. Vì gần đây Trung bận nhiều việc quá nên đều do Hạnh đích thân pha chế. May mắn là vẫn còn hai nữ nhân viên phụ trách bưng bê và đứng quầy thu ngân, bằng không mình Hạnh khó mà có thể xoay sở được. Đến khoảng 8 giờ tối,
hai nữ nhân viên xin phép về sớm chuẩn bị cho bài kiểm tra vào ngày mai. Hạnh cũng rất thoải mái mà đồng ý ngay lập tức. Sau khi hai người họ ra về, Hạnh quay lại quầy để kiểm kê lại sổ sách. Mải làm đến quên cả thời gian. Lúc cô hoàn thành xong hết công việc, nhìn qua đồng hồ, vậy mà đã 9 rưỡi tối rồi. Hạnh ngồi thẳng lưng vươn vai một cái cho thoải mái. Xong cô đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa tiệm. Chợt bên ngoài có tiếng sấm chớp không liền mạch, khiến người cô bất giác đứng không vững mà loạng choạng lùi lại mấy tiếng. Từng cơn gió mạnh thổi thẳng vào tiệm qua chỗ cửa sổ đang mở toang. Hạnh cố gắng gượng đứng dậy định đi đóng cửa sổ thì một lần nữa tiếng sấm chớp lại vang lên, khiến cô giật mình ngã nhào ra phía sau, làm đổ cả cái ghế ở bên cạnh. Trung ở lại thư viện trường tìm tài liệu mãi đến bây giờ mới xong. Cả người của cậu ê ẩm, xách ba lô rời đi. Tiếng sấm chớp liên hồi truyền đến tai, kèm theo gió rít lạnh cóng, khiến cậu nhận ra chuẩn bị có một cơn mưa lớn. Bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó, ngay lập tức cậu lấy điện thoại gọi cho Hạnh, nhưng tuyệt nhiên là không thấy cô nghe máy. Trong lòng nóng như lửa đốt, Trung lại bấm điện thoại gọi cho Lê, là một trong hai cô nhân viên ở tiệm. Tiếng chuông vang lên chưa đầy 10 giây thì đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời. Alo, em nghe đây anh Trung. Hôm nay em mới chỉ làm ca tối à? Chị Hạnh có đang ở tiệm không? Em cũng không biết nữa, vì ngày mai bọn em có bài kiểm tra nên chúng em đã xin chị Hạnh về từ lúc 8 giờ rồi à? Mà có chuyện gì không anh? Ừ, thế anh cảm ơn nhé. Dứt lời, Trung tắt máy. Cậu cố gắng gọi lại cho Hạnh một lần nữa nhưng vẫn không thấy cô hai nghe máy. Có lẽ chuyện cậu lo lắng nhất cũng đã xảy ra rồi. Cậu vội vàng, đến áo mưa cũng không kịp mặc, lái xe cùng với tốc độ nhanh nhất để tới được tiệm kịp trước khi trời thật sự đổ mưa. Kỳ thực điện thoại ở trên quầy của cô đã đổ chuông liên hồi, chỉ là lúc này lỗ tai của cô đã lùng bùng đến mức không còn nghe được gì nữa rồi. Ở trong văn phòng, Long cũng để ý đến bên ngoài trời chuẩn bị đổ một cơn mưa lớn. Anh đứng chỗ cửa kính nhìn xuống, thấy tiệm của cô vẫn còn sáng đèn nên đoán là cô chưa về. Quay về bàn làm việc, tắt máy tính xong, anh cầm theo áo khoác vắt lên thành ghế rời khỏi văn phòng. Anh định sẽ đưa cô về nhà, vì dù sao với thời tiết này anh cũng không yên tâm để cô đi về một mình. Trong lúc Long ở dưới hầm chuẩn bị lấy xe lên thì bên ngoài trời đã đổ xuống một cơn mưa rất to, kèm theo đó là tiếng gió rít và tiếng sấm chớp liên hồi. Hạnh ngồi co ro trong một góc phòng, tay đưa lên bịt chặt hai tai để tránh phải nghe thấy những âm thanh ở bên ngoài. Cùng lúc đó, đèn trong tiệm đột nhiên tắt phụt. Toàn bộ không gian xung quanh trở nên tối đen như mực. Thứ ánh sáng duy nhất mà cô có thể nhìn thấy được lúc đó là của chớp. Hạnh trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô bật khóc nức nở vì sợ hãi. Long lái xe đỗ ở trước cửa tiệm. Anh nhìn vào bên trong, thấy đèn đã tắt hết nên đoán chừng là cô đã ra về. Nghĩ vậy nên Long chuẩn bị ra về thì tự nhiên có linh cảm gì đó không đúng, nên anh quyết định lấy điện thoại gọi cho Hạnh xác nhận thì mới yên tâm được. Anh gọi lần đầu cô không bắt máy. Anh lại đứng gần sát vào cửa tiệm để tránh mưa hắt, rồi tiếp tục gọi lại lần hai. Nhờ vậy mà anh nghe được tiếng chuông điện thoại của cô ở bên trong. Cau mày nghi hoặc, ngay lập tức Long đẩy cửa vào bên trong gọi lớn tên Hạnh, nhưng không có tiếng người phản hồi. Bên trong tối đen, anh bật đèn ở điện thoại lên soi một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí cô đang ngồi run rẩy ở góc phòng. Nhìn cô sợ hãi như vậy, Long lập tức lo lắng chạy đến khuỵu gối xuống trước mặt. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô, khiến cho Hạnh càng thêm hoảng loạn mà gay gắt phản ứng, lại đẩy mạnh anh ra. Long thấp giọng trấn tĩnh cô. Hạnh, bình tĩnh đi, tôi là Long đây. Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc bên tai, Hạnh dần lấy lại ý thức. Cô ngẩng đầu lên, thấy Long đang ở trước mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, tấm khiên phòng thủ trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô nhào vào lòng anh mà khóc lớn. Nhìn thấy Hạnh trong tình trạng này khiến cho Long không khỏi đau lòng. Anh ôm trọn lấy cô gái nhỏ vào lòng, rồi dịu dàng xoa đầu trấn an cô. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không sao rồi, bình tĩnh đi.
Trung sau một hồi lái xe chật vật, cuối cùng thì cũng đến được tiệm. Cả người cậu ướt nhẹp, cũng không quan tâm, chạy vội vào bên trong. Thế nhưng thứ cậu thấy lại là cảnh Hạnh đang khóc trong lòng Long. Khoảnh khắc ấy, cậu không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Đứng chôn chân ở đó một hồi, cậu ủ rũ quay người rời đi. Trong suốt khoảng 10 phút, Long cứ như vậy ôm chặt Hạnh, cho đến khi trời dần ngớt mưa. Khi đó cô cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh đứng dậy, đỡ cô ngồi lên ghế, xong vào quầy dừng những nguyên liệu có sẵn pha cho cô một ly trà gừng nóng. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, anh thấp giọng hỏi, kể cho tôi nghe là đã có chuyện gì xảy ra với cô được không? Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã từng nói có cơ hội sẽ để anh gặp bố tôi không? Tôi nhớ. Kỳ thực đúng là tôi rất muốn làm như vậy, nhưng lại không thể để anh gặp người bằng da bằng thịt, mà chỉ có thể gặp ông ấy ở trên bia mộ thôi. Ông ấy đã mất được 3 năm rồi, mất trong một vụ tai nạn ở trên đường quốc lộ trong một ngày trời mưa bão rất lớn. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Hạnh lại không kìm chế được mà nước mắt lưng tròng. Ngưng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi cô tiếp tục. Hôm đó là ngày tôi nhận bằng lái xe nên tôi đã đề nghị cùng ông ấy đi dã ngoại. Cả ngày hôm đó thực sự tôi đã chơi rất vui. Chúng tôi còn chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm nữa. Vốn định sáng hôm sau mới về, nhưng bố tôi sáng hôm sau lại có việc gấp nên là phải về ngay trong đêm. Vì muốn để ông ấy nghỉ ngơi một lát nên tôi là người cầm lái. Đi được khoảng 1/3 đoạn đường thì thời tiết trở nên xấu đi. Chẳng bao lâu sau, một cơn mưa bão ập đến, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Đi đến ngã ba đường, lúc tôi đang dừng đèn đỏ thì chợt từ đâu có một chiếc xe tải mất lái lao trực diện đâm vào xe của tôi. Kể đến đây, Hạnh bật khóc nức nở. Long nắm chặt lấy tay cô trấn an. Giọng cô run rẩy tiếp tục. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức là bố tôi đang ngủ gật ở bên ghế phụ. Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh đó. Những chuyện tiếp theo tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ biết lần nữa tôi mở mắt tỉnh dậy thì đã qua 1 tháng rồi. Tôi thấy bác sĩ, y tá và cả Trung ở bên cạnh. Chỉ duy nhất có bố tôi là không thấy. Sau đó tôi mới biết ông ấy đã mất ở trên xe cấp cứu rồi. Cảm giác của tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng và vô định. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với ông ấy mà. Đáng lẽ người nằm dưới tấm vải trắng đó phải là tôi mới phải. Nếu tôi không đề nghị đi dã ngoại thì ông ấy đã không sao rồi. Tất cả là lỗi tại tôi. Chuyện đã qua 3 năm rồi, nhưng Hạnh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân. Cứ mỗi lần bên ngoài trời đổ mưa lớn thì cô đều trở nên hoảng loạn đến mất cả ý thức, vì nó khiến cô nhớ về chuyện buồn khi đó. Long đau lòng ôm chặt lấy Hạnh. Anh không muốn nhìn thấy cô cứ nhận hết lỗi về mình như vậy. Hạnh, nghe tôi nói này, cô không có lỗi gì cả. Đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thôi. Hoàn toàn lỗi không phải tại cô. Đừng tự trách bản thân mình như vậy. Bác trai ở trên trời nhìn cô như thế sẽ đau lòng đến mức nào? Cô có từng nghĩ đến chưa? Ngoan, khóc hết hôm nay thôi, để ngày mai trở lại làm cô chủ tiệm cà phê xinh đẹp và lạc quan. Đây mới là dáng vẻ bác trai muốn nhìn thấy ở cô. Lời động viên của Long khiến cho Hạnh phần nào đang nghĩ thông suốt. Để cô ngồi yên lặng một bên, còn anh thì đứng dậy giúp cô dọn dẹp lại bàn ghế. Xong anh lái xe đưa cô về đến tận nhà rồi mới yên tâm trở về. Sau tối hôm nay, mối quan hệ của họ xem như đã có thêm một bước tiến mới. Sau khoảng thời gian bận rộn, cuối cùng dự án của Long cũng đến lúc hái được trái ngọt. Bao công sức coi như đều được đền đáp xứng đáng. Chỉ có điều đi kèm với đó là ngay hôm sau anh đã đổ bệnh sốt cao nằm ở nhà. Thực ra anh đã uể oải mấy hôm nay rồi, nhưng vì ham công tiếc việc nên gắng gượng đến bây giờ mới gục. Sáng hôm nay Hà vẫn đến công ty như thường lệ. Vừa đặt túi lên bàn xong, cô ấy nhanh chóng cầm bản thiết kế vào văn phòng định đưa cho Long xem. Thế mà anh lại không có ở trong phòng, khiến cho Hà có chút khó hiểu. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ, bình thường sếp Long có bao giờ đến muộn thế này đâu nhỉ. Quay về bàn làm việc, Hà lấy điện thoại gọi cho Long.
Đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng lại không thấy ai nhấc máy. Cô ấy mang theo sự nghi hoặc đi xuống tiệm cà phê tìm Hạnh với hy vọng cô có thể biết gì đó. Tuy nhiên kết quả lại không được như mong đợi. Cô không hề biết gì cả. Gần đây em thấy Diệp Long mệt mỏi lắm. Anh ấy lại sống có một mình thôi. Có khi nào anh ấy ngất hay là bị sao đó không hả chị? Lời Hà nói cũng hoàn toàn có lý. Long là người làm việc rất nguyên tắc và cẩn thận. Anh sẽ không tự dưng mất liên lạc như vậy. Dù không muốn nhưng trong đầu Hạnh lại đang hiện lên những suy nghĩ tồi tệ nhất. Tự cô đang thần hồn nát thần tính. Không nghĩ nhiều nữa, Hạnh từ chỗ Hà lấy được địa chỉ nhà Long, bàn giao lại công việc ở tiệm cho Chi xong. Cô nhanh chóng bắt xe đến nhà anh. Khoảng 30 phút sau, cô đã có mặt ở trước căn hộ nhà anh. Lấy điện thoại ra, Hạnh gọi vào số của Long, nhưng quả nhiên chỉ đổ chuông chứ không có người bắt máy. Hạnh lo lắng liên tục gọi vào số của Long. Cô áp sát tai vào cửa nhà, cố gắng nghe tiếng động bên trong. Thế mà lại thật sự nghe được tiếng chuông điện thoại của anh phát ra từ bên trong. Ánh mắt của Hạnh sáng lên, đập liên tục vào cửa phòng. Vừa đập, cô vừa gọi tên anh. Long, anh có ở trong nhà không? Tôi là Hạnh đây, ra mở cửa cho tôi đi. Anh nghe thấy tiếng của tôi thì phản hồi lại đi Long. Nằm trong phòng ngủ, nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Cả đầu Long đau như búa bổ, thấy rất khó chịu. Anh dùng chút sức lực còn lại, gắng gượng rời khỏi giường. Chậm rãi, lê theo thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa. Anh nhìn thấy Hạnh đang lo lắng đứng ở trước mặt. Còn chưa nói được tiếng nào thì cả người anh đổ gục về phía cô. Hạnh theo phản xạ ngay lập tức đỡ lấy thân thể nóng hổi, không còn chút sức lực của Long. Phải chật vật lắm, cô mới có thể đỡ được anh vào đến phòng ngủ. Đưa anh nằm xuống giường xong, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị một chậu nước ấm và hai cái khăn mỏng. Đặt chậu nước qua một bên, cô thấm ướt cả hai cái khăn, một cái thì gấp lại vừa phải đắp lên trán cho anh, cái còn lại thì dùng để lau cổ và gáy giúp cơ thể anh hạ nhiệt. Lúc nãy Hạnh có để ý thấy tủ thuốc ở bên ngoài nên cô đứng dậy đi tìm nhiệt kế và một ít thuốc cảm. Nói thực có hơi ngại, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Cô quay mặt đi chỗ khác, còn tay thì vẫn cởi bớt mấy chiếc cúc áo đầu tiên của Long ra. Cẩn thận kẹp nhiệt kế vào bên trong. Đủ thời gian cô lấy ra xem thì thấy nhiệt kế đã chỉ 39 độ. Có điều vẫn chưa có triệu chứng gì nghiêm trọng nên cô không đưa anh đến bệnh viện mà để ở nhà theo dõi thêm. Để Long nằm ở đó nghỉ ngơi một lát, còn Hạnh thì đi vào trong bếp. Cô tìm mấy thứ để nấu một chút cháo, định chút nữa anh dậy ăn để uống thuốc. Nấu cho người ốm nên cô chỉ nêm nếm đơn giản thôi, thành ra cũng không mất nhiều thời gian. Sau khoảng một tiếng cũng làm xong một bát cháo trắng nóng hổi. Hạnh bưng bát cháo còn đang bốc khói đi vào bên trong phòng của Long. Vừa hay, đúng lúc đó anh thức dậy. Đặt bát cháo lên bàn xong, cô ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đỡ anh dậy, tựa lưng vào thành giường. Cô nhíu mày nói với giọng mang hàm ý trách mắng. Công việc của anh quan trọng hơn cả sức khỏe à? Hà không gọi được cho anh, con bé lo lắng cỡ nào anh có biết không? Ở một mình cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Lỡ hôm nay tôi không đến đây, anh có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết. Chỉ có Hà lo lắng cho anh thôi à? Còn em thì sao? Có lo lắng cho anh không? Long nắm lấy tay Hạnh siết chặt. Anh thấp giọng hỏi cùng ánh mắt mang theo sự hy vọng với câu trả lời của cô. Tất nhiên là lo rồi. Lỡ anh có mệnh hệ gì, tiệm của tôi coi như là mất đi một vị khách VIP. Lý do gì cũng được, chỉ cần biết em có lo lắng cho anh thì anh đã rất vui rồi. Sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Hạnh, anh thích em. Có thể nói là vừa gặp anh đã có ấn tượng rồi. Là từ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm? Không, là lần đầu tiên anh ở trên văn phòng nhìn thấy em đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Mỗi lúc căng thẳng, anh đều đứng ở cửa kính nhìn xuống dòng người qua lại, xô bồ ở bên dưới. Và nhìn cả xuống tiệm cà phê nữa. Lần đó ở tiệm là anh đã đánh liều muốn làm quen với em. Kỳ thực chỉ như muốn kết thêm người bạn thôi. Nhưng đến khi tiếp xúc gần thì anh lại thích em từ lúc nào
mà đến cả bản thân anh cũng không kiểm soát được. Em không cần nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói là được. Anh muốn là người ở bên cạnh em mỗi khi trời đổ cơn mưa lớn. Anh rất sợ phải nhìn thấy em hoảng loạn như ngày hôm đó. Thật sự anh đau lòng lắm. Em đừng cảm thấy áp lực. Anh chỉ muốn bày tỏ hết lòng mình ra thôi. Anh biết bây giờ em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc. Anh sẵn sàng đợi cho đến khi nào em đồng ý. Chỉ cần là em thì đợi bao lâu anh cũng sẽ đợi. Long, anh ngốc lắm, anh có biết không? Nếu như cả đời này em cũng không đồng ý thì anh cũng đợi em cả đời à? Thanh xuân của con người ngắn hạn, cớ gì phải lãng phí như vậy? Nếu thấy xót cho anh thì hãy mau cho anh một câu trả lời đi. Em cứ thật lòng với cảm xúc của mình, không cần phải cưỡng cầu hay là gượng ép gì hết. Câu trả lời của em dù có như thế nào anh cũng hoàn toàn tôn trọng. Ánh mắt Hạnh trùng xuống, cô mím môi im lặng một hồi rồi mới nói: Em từng có một gia đình rất hạnh phúc, đến mức em luôn tự hào với bạn bè rằng bố mẹ em là tuyệt vời nhất trên đời. Cho đến năm em học lớp 6 thì đột nhiên bố mẹ em đột ngột ly hôn mà em không hề hay biết lý do. Từ đó về sau, em luôn tự nhủ hôn nhân của em nhất định phải thật hạnh phúc, nên em không tùy tiện yêu đương. Em chỉ muốn yêu và cưới một người duy nhất trong cuộc đời thôi. Vậy nên đó phải là người khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Và thật may là sau 27 năm thì em đã tìm thấy người đó rồi. Hạnh ngẩng đầu lên, mắt cô rơm rớm nhìn trực diện vào Long. Hiểu ra được hàm ý trong lời nói của Hạnh nên Long không nói gì nữa mà chỉ dịu dàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh. Long vòng tay ôm chặt lấy Hạnh vào lòng. Khỏi phải nói lúc đó anh đã hạnh phúc đến nhường nào khi nghe được lời bày tỏ của cô. Kỳ thực anh cũng không kìm chế được cảm xúc nữa. Giọng của anh run run. Hạnh, khoảnh khắc em đồng ý ở bên cạnh anh thì toàn bộ sự dịu dàng của anh đều dành cho em hết. Những chuyện không vui trong quá khứ anh sẽ từ từ bù đắp lại tất cả cho em. Nhất định sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Từ nay trở đi, những gì thuộc về anh đều là của em. Tất nhiên cả anh cũng là của em. Nửa đời còn lại của anh đều giao phó lại, tùy em mặc sức quyết định. Tất cả đều nghe em hết. Hạnh mỉm cười hạnh phúc. Long giống như là một món quà mà ông trời mang đến để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ của cô vậy. Bố cô ở trên trời chắc hẳn cũng đang mỉm cười chúc phúc cho cô. Sau màn tỏ tình sướt mướt, hai người luyến tiếc rời khỏi vòng tay của đối phương. Hạnh cầm bát cháo đưa cho Long rồi thấp giọng nói: Anh ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Em đút cho anh đi. Anh đang là người bệnh, cần được ưu tiên mà. Đừng có bày ra cái dáng vẻ người đàn ông ngoài 30 tuổi nhõng nhẽo nữa. Trông chẳng đáng yêu một chút nào đâu. Hết cách, Long đành cầm lấy bát cháo từ tay Hạnh, rồi ngậm ngùi xúc từng miếng bỏ vào miệng. Trong lúc anh đang ngồi ăn, Hạnh đứng dậy đi xung quanh ngắm nghía. Cô dừng lại ở kệ sách của anh. Đúng là kiến trúc sư có khác, tất cả đều là sách chuyên ngành. Ngoài ra thì còn có mấy quyển sách về cà phê nữa. Đụng tới chuyên môn của mình, Hạnh hào hứng lấy ra xem, nhưng lại có chút bất ngờ khi thấy tất cả đều là sách cho người mới bắt đầu tìm hiểu về cà phê. Nhìn bìa sách còn mới tinh nên Hạnh đoán Long mới chỉ mua nó gần đây thôi. Mang theo sự nghi hoặc, cô nói nửa đùa nửa thật: Anh giỏi thật đấy, có thể đọc hết từng này sách. Không cần khen anh như vậy đâu, yêu cầu công việc thôi. Có nguyên cả bộ sách hiểu hết về cà phê luôn này, đây chắc hẳn cũng là yêu cầu công việc. Nói rồi, Hạnh cầm lấy một cuốn sách mang đến ngồi xuống bên cạnh Long. Nhất thời, anh không biết nên trả lời thế nào mà chỉ ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô được đà lại nói tiếp: Kiến trúc sư Hoàng Đức Long cũng nên giải thích một chút đi chứ. Mấy lời anh nói lần đầu tiên gặp em cũng là từ quyển sách này ra à? Được rồi, anh thừa nhận anh trước giờ chỉ biết uống cà phê thôi, chứ về mấy kiến thức sâu xa thì hoàn toàn mù tịt. Chỉ là muốn có cơ hội nói chuyện với cô chủ tiệm cà phê là em, nên anh mới mua mấy quyển sách này về để tìm hiểu qua đấy. Anh cũng lắm trò thật đấy. Nếu không như vậy thì đâu thể nào lọt vào mắt xanh của em. Hạnh bật cười trước lời bông đùa của Long.
Nghĩ lại thì quả thực cũng có phần đúng. Nếu không nhờ cà phê thì họ cũng đâu có cơ hội nói chuyện. Có lẽ vẫn là nên cảm ơn quyển sách này thôi. Cả hai thống nhất sẽ không công khai trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, ai nấy đều biết họ là một đôi. Tình yêu của người trưởng thành chính là không rình rang phô trương mà chỉ lặng thầm, nhưng tất cả đều là yêu thương. Những tưởng mối quan hệ của họ sẽ cứ êm đềm và yên bình như vậy, cho đến ngày hôm đó, một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, ăn mặc sang trọng bước vào tiệm. Hạnh đang ngồi ở quầy, cười tủm tỉm nhắn tin với Long, nhưng vừa thấy có khách tới, liền bỏ điện thoại xuống đứng dậy nghiêm chỉnh. "Xin chào quý khách." Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng hở vai, ôm sát dài đến đầu gối và đội chiếc mũ rộng vành màu đen che nửa mặt. Tiếng giày cao gót gõ đều đều trên sàn, dần tiến đến trước mặt Hạnh. Chợt Hạnh có cảm giác đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi. Từ cách ăn mặc đến mùi nước hoa rất đối đặc biệt. Hình như cô là người tôi đã va phải lúc ở trên công ty. Người phụ nữ đưa tay cởi mũ để qua một bên, lộ ra gương mặt thanh tú nhã nhặn. Tuy trang điểm có chút đậm, nhưng sao lại trông rất vừa vặn, chứ không hề bị lố lăng. Cô ta cất giọng nói rất nhỏ nhẹ, mang theo âm sắc êm tai. "Trùng hợp thật, cô làm việc ở đây à? Đây là tiệm cà phê của tôi. Trông cô còn trẻ thế này mà đã tự mở được một tiệm cà phê lớn thế này rồi. Quả thực tôi rất cảm phục những nữ doanh nhân như cô đấy." "Cô đừng nói vậy. Nữ doanh nhân gì chứ? Tôi chỉ là người kinh doanh nhỏ thôi. À, cô muốn uống gì để tôi làm?" "Tôi chỉ ghé vào đây ngồi tạm trong lúc đợi bạn tôi thôi, mà lại không thường xuyên uống cà phê. Hay cô chọn cho tôi đi." "Vậy cô thử cà phê mocha nhé. Có vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của sô cô la nóng nên là rất dễ uống." Người phụ nữ không nói gì mà gật đầu nhẹ. Hạnh hiểu ý, liền bắt tay vào pha chế. Trong lúc cô đang tập trung làm thì người phụ nữ kia lại nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể biết tên cô để tiện xưng hô được không?" "Dạ, tên tôi là Minh Hạnh." "Tên đẹp thật đấy, rất hợp với người xinh đẹp như cô. Vậy còn tên cô là gì?" Hạnh thuận miệng hỏi, người phụ nữ cũng không ngần ngại đáp lời: "Tên tôi là Thu Thảo." Tên Thu Thảo mang ý nghĩa là một cô gái sinh ra vào mùa thu, mang vẻ đẹp dịu dàng, hiền hòa nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên cường. Kỳ thực rất ý nghĩa và đúng với cô. Hai người nói chuyện qua lại vài câu xã giao, chợt điện thoại của Thảo rung lên báo tin nhắn tới, nên Hạnh đoán là người bạn mà cô ta đợi đã đến rồi. Nhưng để chắc chắn thì cô vẫn hỏi lại: "Bạn cô tới giờ đúng không?" "Tôi rất muốn tiếp tục nói chuyện với cô, nhưng thời gian lại không cho phép mất rồi." "Sau này có thời gian cứ đến đây tìm tôi. Nói chuyện với cô kỳ thực tôi thấy rất thoải mái. Còn đây là cà phê của cô." Nói rồi Hạnh đặt túi cà phê lên quầy. Thảo cười mỉm tạm biệt cô rồi cầm theo cốc cà phê rời khỏi tiệm. Vừa ra ngoài được vài bước, cô ta không cần suy nghĩ, liền thẳng tay vứt cốc cà phê vào thùng rác ở bên cạnh. Sau đó từ trong túi xách lấy ra một gói giấy ướt, rút tờ giấy ra lau tay cẩn thận rồi vứt tờ giấy đi. Mấy thứ bẩn thỉu này mà cũng bảo mình uống sao? Đúng là nực cười mà. Tuy tỏ thái độ chán ghét là vậy, nhưng cách 3 ngày, Thảo lại ghé tiệm cà phê của Hạnh để được gặp Hạnh. Không rõ mối quan hệ giữa cô ta và Long là gì, nhưng đều có thể chắc chắn cô ta tiếp cận Hạnh là có mục đích không mấy tốt đẹp. Tính của Hạnh lại rất hòa đồng, nên chẳng bao lâu cô và Thảo thân thiết giống như là người bạn lâu năm mới gặp lại vậy. Họ mỗi lần gặp nhau đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cũng dễ hiểu thôi, vì phụ nữ một khi đã tìm thấy điểm chung với nhau thì ngồi nói cả ngày cũng không hết chuyện. Đối diện với Thảo đầy toan tính và tâm cơ là Hạnh ngây ngô, không hề nhận ra mục đích thật sự của cô ta. Phải nói là từ khi quen cô ta thì cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tất nhiên Long cũng đã nhận ra sự thay đổi tích cực này của cô, nên tối đó ở trên xe anh tò mò hỏi vu vơ: "Gần đây em có chuyện vui à? Kể anh nghe với có được không?" "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gần đây em mới quen được một người bạn thôi."
Bạn mới, nam hay là nữ? Anh nghĩ sao mà em lại quen bạn nam? Long không khỏi bật cười trước câu hỏi ngược của Hạnh, quay sang nhìn anh. Xong cô lại nói tiếp. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất mà em từng thấy. Bề ngoài trông hơi khó gần, nhưng thực chất cô ấy lại cực kỳ vui tính và dễ thương. Có dịp em sẽ để hai người gặp nhau, chắc hẳn anh cũng sẽ có thiện cảm với cô ấy giống em thôi. Nghe em nói vậy, quả thực anh cũng có chút tò mò về cô gái này đấy. Chỉ tiếc là cô ấy lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô ấy nói chồng cô ấy đang có tình cảm ngoài luồng với một người phụ nữ khác, rồi bỏ bê cô ấy và con gái không chăm sóc. Quay sang thấy tâm trạng Hạnh hơi trùng xuống, Long liền đưa tay xoa đầu cô rồi thấp giọng nói. Mấy chuyện đó em nghe thôi chứ đừng có bận tâm. Dù sao cũng là chuyện của người ngoài, đừng để nó làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Em nhớ rồi. Long mỉm cười nhìn Hạnh rồi tiếp tục lái xe. Công việc của anh gần đây bận rộn, không thể dành nhiều thời gian cho cô. Thành ra có một người bạn mới để nói chuyện thì anh thật sự thấy yên tâm. Thế nhưng anh nào có ngờ được người bạn mà cô đang nhắc tới lại chính là Thảo cơ chứ. Vẫn như mọi ngày, khi Hạnh đang dọn dẹp chuẩn bị mở tiệm thì từ đâu Thảo đi vào, mang theo bộ dạng nhếch nhác trông rất thảm hại. Chẳng biết cô ta lại muốn bày thêm trò gì nữa đây. Vừa thấy cô ta như vậy, cô liền đi tới lo lắng hỏi. Thảo, có chuyện gì xảy ra với cô thế? Chồng tôi muốn ly hôn với tôi, để tới với người phụ nữ kia. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Còn cả con gái của tôi nữa, con bé không thể sống thiếu bố được. Người đàn ông tệ bạc như vậy, cô không cần phải tiếc. Anh ta cũng không xứng đáng được làm bố của con gái cô đâu. Tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi không thể ly hôn với anh ấy được. Anh ấy là tất cả cuộc sống của tôi mà. Thảo khóc lớn như muốn trút hết mọi phiền muộn ra ngoài. Hạnh đau lòng ôm cô ta an ủi, mà đâu hề hay biết đây mới chỉ là khởi đầu trong kế hoạch của cô ta. Trên đời này, loại người cô ghét nhất chính là mấy kẻ ngoại tình không biết xấu hổ. Nên cô thề nếu có cơ hội gặp người đàn ông tệ bạc đó thì nhất định sẽ phải cho anh ta một bài học. Chẳng biết từ khi nào, Hạnh dần dần trở thành con rối trong trò chơi của Thảo. Mặc cho cô ta có nói gì, Hạnh cũng đều tin răm rắp mà không có chút mảy may nghi ngờ gì hết. Có chăng thì là do cô ta có tài thao túng tâm lý quá giỏi nên mới như vậy. Thảo là người chủ động trong trò chơi này, lại thêm lúc nào cũng đi kèm với cái vỏ bọc dịu dàng là người phụ nữ bị phản bội. Vì thế, ngày càng chiếm được thiện cảm của Hạnh. Sau khoảng 2 tháng giăng câu thì cuối cùng cũng đến ngày thu lưới. Sáng hôm đó khi Long đang làm việc thì có tin nhắn tới, anh cứ tưởng là Hạnh nên hí hửng mở lên xem. Nào ngờ vừa nhìn thấy tên người gửi thì anh liền nhíu mày, bỏ điện thoại qua một bên và tiếp tục làm việc. Chưa đầy 5 giây sau thì điện thoại của anh lại rung lên một lần nữa, chỉ khác lần này là điện thoại gọi tới. Biết cứ trốn tránh mãi cũng không giải quyết được vấn đề nên anh nghe máy với thái độ bực dọc. Chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau à? Anh có thể đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với em có được không? Anh chán ghét em đến như vậy à? Nếu cô đã biết như vậy thì đừng có làm phiền tôi nữa. Anh nói đi, em phải làm thế nào thì anh mới chịu đối xử với em giống như trước đây? Ký vào đơn ly hôn. Được, em sẽ ký. Nhưng trưa nay anh có thể cùng em đi ăn bữa cơm cuối cùng được không? Sau hôm nay em sẽ trả lại tự do cho anh. Gửi thời gian và địa điểm đi, tôi sẽ tới. Dứt lời, Long tắt máy mà không để người ở đầu dây bên kia nói thêm một câu nào. Xong anh lấy điện thoại nhắn tin cho Hạnh. Trưa nay anh phải đi ăn với đối tác rồi, lịch đột xuất không thay đổi được, để tối nay anh bù lại cho em nhé. Đọc tin nhắn, kỳ thực Hạnh có hơi buồn. Vốn dĩ cô mới là người hẹn trước, mà sao bây giờ lại là người khác được đi ăn với anh cơ chứ? Nghĩ trong lòng vậy thôi, nhưng tay của cô vẫn nhắn tin trả lời lại. Không sao, nên ưu tiên công việc trước. Hạnh vừa nhắn tin xong thì Thảo từ bên ngoài đi vào. Cô còn chưa kịp hỏi lý do cô ta đến giờ này thì cô ta đã nói trước. Chút nữa tôi có hẹn đi ăn với chồng tôi để nói rõ vài chuyện. Tôi đã thông suốt rồi. Sau bữa hôm nay tôi và anh ấy sẽ đường ai nấy đi.
Chỉ là tôi không đủ can đảm đi một mình. Hay là cô đi với tôi có được không? Tôi sợ bản thân sẽ có lúc không kiềm chế được cảm xúc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, trưa nay tôi cũng rảnh. Cô qua ghế ngồi đợi đi, để tôi bàn giao lại công việc cho nhân viên rồi sẽ cùng cô đi đến đó. Mọi chuyện đến thời điểm hiện tại đều đi đúng theo kế hoạch mà Thảo đã vạch ra từ đầu. Quả nhiên là người phụ nữ thông minh, đến ngay cả một kẽ hở cũng không có. Lo xong công việc ở tiệm rồi, Hạnh cùng cô ta đi tới nhà hàng đã đặt bàn sẵn. Long nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn rồi, nên sắp xếp lại tài liệu một chút rồi cầm lấy áo vest ở thành ghế rời đi. Hai người đến sớm hơn giờ hẹn khoảng vài phút. Thảo cố tình để Hạnh ngồi ở ghế quay lưng về phía cửa ra vào, còn cô ta thì ngồi ở vị trí đối diện để quan sát. Quả nhiên Long vẫn luôn đúng giờ như vậy. Anh đi vào bên trong nhìn quanh một lượt. Cô ta cũng rất nhanh đã nhìn thấy anh, liền đưa tay lên cao vẫy mấy cái. Nhìn thấy thế, Long bình tĩnh đi tới mà không để ý tới còn có một người khác nữa. Phải đến khi đi gần đến nơi, anh mới nhìn rõ tấm lưng đó trông rất quen thuộc. Có điều bây giờ nhận ra cũng đã muộn rồi. Thu Thảo đứng dậy, đi tới cố tình đứng sát vào anh, mặc cho anh đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Cô ta thấp giọng nói, "Hạnh, giới thiệu với cô một chút, đây là chồng của tôi." Hạnh vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, đứng dậy chào hỏi người đàn ông đó. Nào ngờ khi cô quay người lại thì đứng trước mặt cô lại là Long. Nhất thời mất bình tĩnh, cô đứng không vững, suýt thì ngã về phía trước. Theo phản xạ, anh đưa tay định đỡ lấy cô. Có điều cô đã tự giữ được thăng bằng và chủ động lùi lại mấy bước. Chợt tim của anh hẫng đi một nhịp. Cuối cùng thì điều anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra rồi. Giọng cô run run hỏi, "Chuyện này, đây là người chồng mà cô vẫn luôn kể với tôi ạ?" "Phải, chính là anh ấy, kiến trúc sư Hoàng Đức Long. Chắc hẳn cô đang bất ngờ lắm đúng không?" Thảo gằn giọng, cố tình nhấn mạnh ba chữ Hoàng Đức Long như một lời khẳng định chắc nịch với Hạnh. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô cuối cùng cũng nhận ra mục đích thực sự mà Thu Thảo tiếp cận mình, nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Trong tim của Hạnh như đang có hàng nghìn cái kim đâm vào, nó rỉ máu khiến cô rất đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Đây là cách duy nhất Hạnh có thể làm để giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm cuối cùng. Quả thực tôi rất bất ngờ khi biết anh ấy là chồng của cô. Cái cảm giác bị đâm sau lưng thế này đúng là tệ thật đấy. Bây giờ tôi có chút việc phải đi rồi, hai người cứ dùng bữa đi." Hạnh nói rồi cầm theo túi sách, bước chân thật nhanh rời khỏi nhà hàng. Long thấy thế, đẩy mạnh Thảo qua một bên rồi chạy vội đuổi theo, nhưng không kịp. Lúc anh chạy ra thì Hạnh đã lên taxi rời đi rồi. Ngồi trên taxi, nước mắt của Hạnh cứ rơi không ngừng. Cô tựa đầu vào cửa kính của xe, ánh mắt nhìn ra ngoài con đường quen thuộc. Long lên xe, lái theo ngay sau chiếc taxi đang chở cô. Việc hôm nay Thảo làm quả thực đã đi quá giới hạn của anh. Anh muốn giải thích cho Hạnh hiểu, nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Quá hiểu tính cách của Hạnh nên lúc nãy Long chỉ im lặng đứng nhìn thôi, vì anh biết lúc đó anh có nói thế nào thì Hạnh cũng không nghe lọt tai. Taxi dừng lại ở trước sảnh chung cư, anh cũng theo đó mà đỗ xe ở bên đường, sau đó theo cô lên đến tận căn hộ. Đứng bên ngoài, anh vừa đập cửa vừa gọi tên cô, nhưng bên trong không có phản hồi lại. Giọng của anh run run nói không liền mạch. "Hạnh, em nghe anh giải thích đi. Anh không cố ý giấu em đâu. Em ra gặp anh một lát thôi có được không?" Hạnh đứng áp lưng vào cửa, bên tai cô truyền đến giọng nói khẩn thiết của Long, nhưng cô lại chẳng có chút ý định phản ứng lại. Anh đã lừa dối cô một chuyện lớn đến vậy thì bảo cô phải nghe giải thích cái gì cơ chứ. Ngồi sụp xuống sàn, Hạnh khóc nức lên từng tiếng. Ở bên ngoài, Long ngồi xuống lưng kề với lưng cô. Tâm trạng của anh lúc này trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh vốn không hề có ý định giấu cô, chỉ là anh muốn sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì mới tìm cơ hội nói cho cô nghe mọi chuyện thôi. Hạnh cứ ngồi im lặng ở đó suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nước mắt của cô đều khô cả, rồi cảm tưởng như chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa.
mang theo bộ dạng bơ phờ với quần áo xộc xệch. Cô đứng dậy mở cửa, thấy Long vẫn ngồi y nguyên ở đó. Nhìn Long với bộ dạng nhếch nhác như vậy, nếu là trước đây, chắc chắn Hạnh sẽ lo lắng đến phát bực vì anh bỏ bê bản thân. Nhưng bây giờ thì cô lại chẳng có cảm giác gì hết. Vừa hay lúc đó anh cũng đã tỉnh giấc. Cô ho mấy tiếng rồi nói: "Anh vào nhà đi rồi nói chuyện." Dứt lời, Hạnh vào nhà trước. Long cả người ê ẩm khó nhọc đứng dậy, sau đó đi theo cô vào bên trong nhà. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với cô. Cả hai ngồi im lặng nhìn nhau một hồi, rồi Long lên tiếng: "Hạnh, anh xin lỗi vì ngay từ đầu anh đã không nói với em. Chỉ là anh muốn sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới tìm cơ hội thích hợp để nói thôi. Vậy nên em nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này thôi." Long sững người trước lời đề nghị của Hạnh. Điều khiến anh đau lòng hơn cả chính là khi nói ra mấy lời này, gương mặt của Hạnh lại chẳng có chút cảm xúc nào hết. Siết chặt hai lòng bàn tay, anh thấp giọng hỏi lại: "Em đừng đối xử như vậy với anh như thế có được không? Mọi chuyện anh đều nghe em hết, ngoại trừ chuyện chia tay. Nếu không thì anh muốn em phải làm thế nào? Mặc kệ cả việc bản thân đang là người thứ ba để tiếp tục yêu anh à?" "Hạnh, em bình tĩnh nghe anh nói này. Em không phải là người thứ ba. Hôn nhân của anh và Thảo rạn nứt cũng không phải là do em. Lúc anh gặp em thì..." "Đủ rồi, anh đi về đi. Em muốn ở một mình. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Xin anh hãy trả lại cho em cuộc sống yên bình như trước đây." Chưa kịp để Long nói thêm câu nào thì Hạnh đã ra mở sẵn cửa rồi. Long cũng không muốn mặt dày ở lại thêm nữa nên chỉ đành lặng lẽ rời đi. Đóng sầm cửa lại, cô tựa lưng vào cánh cửa mà khóc thật lớn để trút hết những kìm nén từ nãy đến giờ. Để đưa ra quyết định này, thực sự Hạnh cũng rất khó khăn, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Con tim của cô hướng về Long, nhưng lý trí của cô thì không cho phép bản thân mình trở thành kẻ thứ ba. Vậy nên quyết định này là tốt nhất cho cả hai người. Long tức giận lái xe đến nhà tìm Thảo. Đứng bên ngoài, anh liên tục bấm chuông cho đến khi thấy con gái 5 tuổi của mình chạy lon ton ra mở cửa. Anh cười khẩy, đoán chừng việc này cũng nằm trong kế hoạch của cô ta, vì biết chắc chắn anh sẽ đến tìm, nên lấy cô bé ra để làm khiên chắn. Bây giờ Long mới thật sự cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì đã từng yêu say đắm người phụ nữ thủ đoạn như vậy. Anh liếc nhìn cô bé một cái rồi đi vào bên trong phòng khách. Thấy Thảo đang ngồi yên vị ở trên ghế, anh cũng không vội làm to chuyện, mà mình tự ngồi xuống ghế ở phía đối diện, dùng toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Long nói: "Làm loạn lên như thế cô thấy vui không?" "Em chỉ làm tất cả vì muốn anh quay về với hai mẹ con em thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là quá đáng sao?" Nực cười: "Vậy lúc cô ngoại tình với thằng bạn thân của tôi thì cô có thấy quá đáng với tôi không?" "Chồng ơi, chuyện đó là em sai, nhưng em cũng đã biết lỗi của mình rồi mà. Anh có thể vì con mà tha thứ cho em có được không?" Thảo đứng dậy đi tới bên cạnh Long rồi quỳ xuống nắm chặt lấy tay anh. Long chẳng thèm nhìn cô ta, anh dứt khoát hất tay ra khiến cả người cô ta ngã nhào ra sau. Đứa con gái 5 tuổi chạy đến bên cạnh mẹ. Tất nhiên cô ta thừa biết anh rất thương con gái, nên cô ta vòng tay qua ôm chặt lấy con gái nước mắt lưng tròng. Anh có giận thế nào thì cũng phải nghĩ cho con gái chứ. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố. Cô nói mấy lời này mà không thấy ngượng miệng hả? Đừng lôi con bé vào chuyện này. Nó còn quá nhỏ để phải hiểu việc của người lớn. Nói rồi, Long cúi người xuống kéo cô bé ra khỏi người Thảo. Anh thấp giọng nói: "Bé Na lên phòng để bố mẹ nói chuyện một lát nhé." Thảo nào chịu đồng ý. Cô ta ngay lập tức kéo cô bé về phía mình dứt khoát nói: "Bé Na không đi đâu cả. Cứ để con bé ở đây chứng kiến bố nó lớn tiếng với mẹ nó đi." Rốt cuộc thì trong đầu cô đang nghĩ cái gì thế? Cô là mẹ của bé Na mà lại có thể nói ra được mấy lời này à? "Vì em là mẹ của bé Na nên mới muốn con bé chứng kiến cảnh này, để con bé biết bố nó đối xử với mẹ nó thế nào." "Được, nếu đó là điều cô muốn thì tôi sẽ không cản. Dẫu sao thì bé Na cũng không phải là con ruột của tôi."
như bị nói trúng tim đen. Thảo sững người mất vài giây, sau đó cô ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tiếp tục xảo biện. Anh đang nói linh tinh gì thế? Lật bài ngửa đi, có linh tinh hay không, cô cứ xem rồi sẽ rõ. Long bình tĩnh mở điện thoại đưa đến trước mặt Thảo. Đôi tay run rẩy, cô ta cầm điện thoại lên xem. Bên trong quả nhiên là ảnh giấy xét nghiệm ADN của anh và bé Na. Bây giờ thì cô ta không còn bất cứ thứ gì để ràng buộc anh nữa rồi. Anh ra xe cầm vào tờ đơn ly hôn, đặt lên bàn rồi thờ ơ nói. Một là cô ký, hai là tôi sẽ nhờ luật sư làm thủ tục đơn phương ly hôn. Thảo đứng bật dậy ôm chặt lấy Long, nhưng lập tức bị anh đẩy mạnh ra. Cô ta thút thít bày ra bộ dạng tủi thân nói. Anh đừng tuyệt tình với em như thế có được không? Chẳng phải chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau hay sao? Anh còn nói sẽ yêu em đến suốt cuộc đời mà. Cô nói đúng, trước đây tôi đã từng hết mực yêu thương cô, thế nên bây giờ tôi mới tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì ngày xưa đã ngu ngốc như vậy. Tôi dành hết sự nuông chiều của mình cho cô, để cuối cùng thứ tôi nhận lại là một người phụ nữ lẳng lơ, sẵn sàng lên giường với cả bạn thân của chồng mình. Em biết là em sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho sự bồng bột của em. Bao lâu nay em che giấu bí mật này vì sợ nếu anh biết sự thật thì sẽ bỏ rơi hai mẹ con em mất. Dù bé Na không phải con ruột của anh, nhưng anh đã chăm sóc con bé từ khi mới lọt lòng mà. Anh vì con bé mà bỏ qua mọi chuyện có được không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Cả nhà chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa có được không anh? Cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc từ cái ngày cô lên giường với tên khốn đó rồi. Khi ấy tôi quyết định ly thân vì muốn đợi bé Na lớn thêm một chút nữa. Nhưng cô lại cố tình chạm đến giới hạn của tôi, nên lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Hóa ra là anh vì con hồ ly tinh đó nên mới dứt khoát muốn ly hôn. Được rồi, vậy thì em sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này, để anh khỏi tơ tưởng nữa. Cô dám ư? Chỉ cần có thể khiến anh quay về với mẹ con em thì cách nào em cũng dám làm. Nghe được mấy lời thách thức từ Thảo, khi nhất thời không kìm chế được mà Long đã ghì cô ta xuống ghế. Anh trừng mắt nhìn trực diện, khiến cô ta có phần run sợ. Anh gằn từng chữ dứt khoát. Tôi cảnh cáo cô, lần đầu cũng là lần cuối. Hạnh là giới hạn cuối cùng của tôi. Vậy nên nếu cô dám động vào cô ấy, dù chỉ là một cọng tóc, thì hậu quả thế nào cô tự mình gánh lấy. Nói rồi Long đứng dậy rời khỏi nhà. Một lúc sau Thảo mới bình tĩnh trở lại. Cô ta tức giận ném cái chén ở trên bàn và màn hình tivi, sau đó lại lật tung hết cả đồ đạc lên. Em đã làm đến bước này rồi thì sẽ không dừng lại đâu. Chồng à, nếu anh đã không quay về bên em thì cô ta cũng đừng hòng có được anh. Trong đầu Thảo lập tức nảy lên một ý định điên rồ. Xem chừng mấy lời cảnh cáo của Long không hề hấn gì đến cô ta hết. Cũng phải thôi, vì cô ta nào có thể chấp nhận để mỏ vàng của mình tuột khỏi tay một cách dễ dàng như thế được. Nghĩ là làm, cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nói vài câu và kết thúc cuộc gọi bằng nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Bây giờ Long chẳng biết phải đi đâu hết. Anh cứ lái xe đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa tiệm cà phê của Hạnh. Dù biết rằng chắc chắn Hạnh không có bên trong, nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đến đây nữa. Có lẽ vì đây là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của cả hai chăng? Ngồi trên xe nhìn vào bên trong tiệm một lúc, Long lại lái xe trở về nhà. Xả mình dưới vòi nước lạnh ngắt, anh ép bản thân mình phải tỉnh táo để còn tiếp tục việc còn dở dang. Anh không muốn trì hoãn việc ly hôn thêm một ngày nào nữa. Dứt khoát như vậy, không chỉ vì muốn cho Hạnh một đáp án thỏa đáng, mà còn để anh tự giải thoát cho chính bản thân mình. Trong lúc đó, Chi và Lê đang cuống cuồng với công việc ở tiệm. Bình thường sẽ có Hạnh hoặc Trung, có điều hôm nay lại chỉ có hai người họ, nên nhất thời không kịp ứng biến. Chi đã cố gọi rất nhiều cuộc cho cả hai, nhưng tất nhiên là đều thông báo thuê bao. Trung có thói quen để chế độ im lặng khi ở trong lớp, nên hết giờ cậu mở điện thoại lên mới thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Chi. Khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa.
Cậu vuốt tay sang bên phải màn hình rồi đưa lên áp vào tai. Anh nghe đây chi, có chuyện gì thế? Anh Trung, sao bây giờ anh mới nghe máy? Mà thôi, anh mau đến tiệm giúp bọn em đi, ở đây đang thiếu người pha cà phê mà khách đông quá. Nãy bọn em phải từ chối nhiều lắm. Trong lúc đợi, lấy bánh và nước ra mời khách đi, khoảng 10 phút nữa là anh đến. Tắt điện thoại, Trung gấp gáp đến tiệm. May mắn là vẫn kịp giờ để khách mang đi. Xong xuôi rồi cậu mới nhận ra sự vắng mặt của Hạnh, nên liền gọi Chi và Lê qua rồi hỏi chuyện. Hai đứa nghỉ tay một chút, qua đây anh hỏi cái này. Sao thế anh? Sáng giờ có đứa nào thấy chị Hạnh không? Vừa nghe Trung hỏi, Lê liền nhanh nhảu lên tiếng. Chị Hạnh ở quán cả sáng, đến tầm trưa thì đi công việc, đến bây giờ vẫn chưa quay lại à? Nãy bọn em có gọi nhưng chị ấy không nghe máy. Trung im lặng vài giây rồi nói. Hai đứa tranh thủ dọn dẹp đi, hôm nay tiệm đóng cửa sớm. Vâng ạ. Nói rồi Lê và Chi quay người đi, sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa. Trung ở trong quậy liên tục gọi cho Hạnh, nhưng đều thông báo thuê bao. Tự nhiên Trung cảm thấy bồn chồn và nôn nao khó tả, linh cảm như sắp có chuyện xấu sắp xảy ra. Quả nhiên vừa ra đến ngoài cửa thì trên trời kéo đến một đám mây đen kịt. Ngay lập tức cậu lái xe đến nhà Hạnh. Hạnh lúc này đang tự nhốt mình trong phòng ngủ tối đen như mực. Cô ngồi thất thần trên giường như vậy từ lúc Long rời đi. Chợt bên tai cô truyền đến tiếng đập cửa liên hồi, kèm theo tiếng chuông inh ỏi. Nhờ đó cô mới dần lấy lại được ý thức, quay về thực tại. Cô mệt mỏi rời khỏi giường để ra mở cửa. Nào ngờ vừa ra đến phòng khách thì tiếng sấm chớp từ bên ngoài vang lên liên hồi, khiến cô giật mình lùi lại phía sau. Bất cẩn cô va vào cái kệ, khiến cho lọ hoa rơi xuống đất. Dù bên ngoài đang mưa rất to, nhưng Trung vẫn nghe được tiếng đổ vỡ ở trong nhà. Thần hồn nát thần tính, cậu càng thêm lo lắng đập cửa mạnh hơn nữa, nhưng vẫn không có tiếng phản hồi. Đánh liều cậu thử nhập mật khẩu nhà Hạnh, thử lần lượt từ ngày sinh nhật của cô và bố cô, ngày thành lập tiệm cà phê, ngày cô nhận được chứng chỉ SCA, nhưng tất cả đều không đúng. Sau 4 lần nhập sai mật khẩu, Trung quả thực có chút lo lắng. Cố gắng bình tĩnh, cậu suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận bấm từng con số. Lần này đèn nhấp nháy lên màu xanh lá cây, chứng tỏ cậu đã nhập đúng mật khẩu. Hóa ra Hạnh thật sự để ngày mất của bố làm mật khẩu nhà. Có lẽ đây là cách để cô tự trấn an bản thân rằng ông vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô. Nhanh chóng đẩy cửa vào, Trung thấy bên trong tối đen như mực. Vừa bật đèn lên, cậu liền thấy Hạnh ngồi co ro ở một góc, và bên cạnh là đống thủy tinh vỡ vụn từ cái bình hoa, cùng nước linh láng chảy khắp nơi. Trung nhanh chóng đi đến cẩn thận đỡ Hạnh đang run rẩy ngồi lên sofa, không quên dùng chân gạt mấy mảnh vỡ ra để tránh cô dẫm chúng. Cậu không nói gì cả mà chỉ ôm chặt lấy cô vỗ về. Cả người Hạnh mềm nhũn, không trọng lực tựa vào lồng ngực của Trung. Cảnh tượng có chút ám muội này của cả hai người đều được Long ở bên ngoài thu trọn cả vào tầm mắt. Long mặc trên người bộ đồ ngủ ướt nhẹp, từ trên xuống dưới đứng im lặng quan sát một lúc lâu rồi quay người rời đi. Hóa ra lúc nãy Long đã để ý thấy bên ngoài trời chuẩn bị mưa lớn, lại nghĩ đến Hạnh đang ở một mình nên gấp gáp chạy đến đây, đến quần áo còn chẳng kịp thay. Đỗ xe bên đường xong, anh cứ thế đầu trần chạy vào bên trong. Long muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Hạnh, chỉ là cuối cùng anh vẫn là đến muộn một bước. Thấy Trung ở bên cạnh cô thì anh đã phần nào yên tâm ra về. Trời bên ngoài dần ngớt mưa, Hạnh cũng lấy lại bình tĩnh phần nào, chủ động rời khỏi vòng tay của Trung. Thấy cô như vậy, cậu mới lo lắng hỏi. Chị Hạnh, giờ trong người chị thấy sao? Lúc nãy chị làm lo lắng đấy, chị có biết không? Sau này em không cần cứ trời mưa lớn là chạy đến tìm chị đâu. Lần này chị thấy khá hơn rồi. Biết vậy. À, mà cả chiều hôm nay chị đã đi đâu thế? Điện thoại cũng tắt nguồn làm cho em gọi mãi không được. Mí mắt của Hạnh cụp xuống. Cô không biết nên trả lời Trung thế nào cho thỏa đáng, nên chỉ đành nói qua loa mấy câu, sau đó kiếm cớ đuổi khéo cậu về. Chị đi ăn cùng mấy người bạn cũ vui quá, quên cả thời gian, đến điện thoại sập nguồn cũng không hay biết. Thôi,
Muộn rồi đấy, em về đi. À, mấy ngày tới chắc chị phải phiền em thay chị quán xuyến công việc ở tiệm rồi. Chị còn một số công việc cần đích thân giải quyết. Được, chị cứ để đấy em lo. Hạnh mỉm cười, cô đứng dậy tiễn Trung ra ngoài cửa. Chợt ánh mắt va phải vũng nước nhỏ ở trước cửa. Đoán chừng lúc nãy cậu đi không cẩn thận bị dính nước mưa nên cẩn thận dặn dò. Về đến nhà em nhớ thay quần áo ngay kẻo ốm nhé. Bị dính nước mưa thì không nên để lâu. Chị nói gì thế? Lúc em xuống tầng hầm trời mới bắt đầu mưa to thì làm sao mà dính mưa được? Vậy vũng nước này chẳng lẽ là của... Nghĩ rồi, Hạnh chạy chân trần theo vệt nước ở trên sàn, dẫn ra đến cửa thang máy. Cô lặng người đứng ở đó, hai lòng bàn tay siết hờ. Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, dường như cô đã quên mất là họ đã chia tay rồi. Trung ở phía sau đi tới, nắm lấy cổ tay của cô lo lắng hỏi han. Nhưng Hạnh không nói gì, chỉ gạt nhẹ tay cậu ra rồi đi thẳng về phía nhà, để cậu với vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Cả người Long bị dính nước mưa, anh lái xe về nhà, thay bộ quần áo khác, tiện thể cầm theo ít đồ cá nhân, xong anh đến thẳng công ty tiếp tục làm việc. Nếu là anh của trước đây, chắc chắn sẽ tìm đến rượu bia để giải tỏa. Nhưng là anh của bây giờ, thì chọn cách vùi đầu vào công việc, dường như anh đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau lần gặp gỡ định mệnh đó. Những ngày sau đó, Long chỉ ở yên trong phòng làm việc mà không ra ngoài nửa bước. Hà đã quá quen với cảnh này rồi, chỉ là lần này cô ấy lại có cảm giác rất khác. Vẫn cách thức cũ, cô ấy xuống tiệm cà phê tìm Hạnh để hỏi chuyện. Vừa hay thế nào, đúng lúc cô vừa đến tiệm sau mấy ngày tự nhốt mình trong nhà. Hà nhìn sắc mặt của Hạnh tái nhợt xanh xao, nên đoán chừng quả là có chuyện xảy ra rồi. Cô ấy đi thẳng đến quầy chỗ cô đang pha chế. Thấy cô ấy đi vào, Hạnh vẫn giữ thái độ như mọi ngày, chỉ là nụ cười không còn được tự nhiên như trước. Em vẫn lấy như cũ à? Hôm nay em không đến lấy cà phê, mà vì chuyện khác. Chị ra bên ngoài nói chuyện với em có được không? Được. Dù không biết chuyện Hà định nói là gì, nhưng Hạnh vẫn thuận theo. Cô tháo tạp dề treo lên giá, rồi đi đến ngồi trước ghế đối diện. Cô ấy không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính, khiến cho Hạnh hơi bất ngờ. Chị Hạnh, gần đây chị với sếp Long có chuyện gì đúng không? Không có, chị và anh ấy vẫn bình thường. Bình thường mà sếp Long ở lì trong phòng làm việc gần một tuần trời sao? Anh ấy trước giờ vẫn là người của công việc mà, em còn lạ à? Lần này không giống mấy lần trước đâu. Chị nói thật cho em biết đi, rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Mí mắt của Hạnh cụp xuống, đôi bàn tay của cô nắm hờ để lên bàn. Cô im lặng một lúc rồi nói với Hà. Em quen biết anh Long bao lâu rồi? Tính từ đại học đến giờ cũng là gần 7 năm rồi ạ. Lâu như thế, xem chừng chuyện liên quan đến anh Long thì em đều biết nhỉ? Vâng ạ, em là thân cận với sếp Long nhất, nên tất cả chuyện của anh ấy, từ thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, đến sở thích, sở ghét, em đều biết cả. Vậy chuyện anh Long và Thảo đã ly thân 1 năm nay, em có biết đúng không? Hà sững người trước câu hỏi bất ngờ của Hạnh. Phải mất một lúc cô ấy mới lấy lại bình tĩnh mà đáp lại lời Hạnh. Chị biết hết mọi chuyện rồi à? Hóa ra chỉ có mình chị như một con ngốc không hay biết gì. Không phải đâu vậy chị. Em nghĩ sếp Long không cố tình giấu chị đâu. Thực ra trong chuyện này anh ấy cũng đáng thương lắm. Hà im lặng một lúc rồi mới bắt đầu kể. Sếp Long và chị Thảo bên nhau 6 năm, từ thời cấp 3 đến khi tốt nghiệp đại học. Chị ta mang thai thì họ làm đám cưới. Anh ấy cưng chị Thảo hơn cả trứng mỏng, lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc từng tí một. Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khoảng 1 năm trước, sếp Long phát hiện chị ta lên giường với người bạn thân nhất của anh ấy. Sau ngày hôm đó, anh ấy dứt khoát muốn cắt đứt với chị ta, nhưng lại nghĩ đến bé Na còn nhỏ nên chọn cách ly thân và dọn ra ngoài sống riêng từ đó. Nói đến đây Hà hơi nghẹn ngào. Cô ấy hướng ánh mắt lên quan sát thái độ của Hạnh. Trong ánh mắt của Hà dường như có một tia lay động. Ngay lập tức, cô ấy lấy điện thoại gọi vào số của Long. Sau khi xác nhận anh đang nghe máy,
liền để máy sang ghế bên cạnh. Hà quyết tâm lần này phải giúp hai người gỡ bỏ khúc mắc vì hơn ai hết. Cô biết chắc chắn Hạnh sẽ là người chữa lành được vết thương lòng của Long. Ở đầu dây bên kia, Long đã nhấc máy nhưng lại không nghe Hà nói gì hết. Ngay khi anh định dập máy thì có giọng nói quen thuộc vang lên. Em kể với chị mấy chuyện này để làm gì? Để chí ít chị có thể hiểu anh ấy hơn một chút. Sau biến cố đó, sếp Long cứ như là thay đổi thành người khác vậy. Trước đây anh ấy là người ôn hòa vui tính, nhưng giờ lại trở nên nghiêm khắc và khó tính. Trong suốt một năm qua, em gần như chưa bao giờ thấy anh ấy cười, cho đến khi chị xuất hiện. Quen biết anh ấy lâu như vậy rồi, em dám khẳng định anh ấy không phải là người qua loa trong chuyện tình cảm đâu. Nếu như anh ấy đã bày tỏ với chị, thì chứng tỏ anh ấy đã hoàn toàn gạt bỏ quá khứ qua một bên để toàn tâm toàn ý ở bên chị. Nếu đó vậy thì tại sao lại còn giấu chuyện lớn như thế? Giá như ngay từ đầu anh ấy thành thật với chị thì mọi chuyện đã khác rồi. Chị cảm thấy bản thân mình cứ giống như là một con ngốc vậy, ai bảo gì thì nghe nấy, đến mức tự biến bản thân trở thành người thứ ba từ khi nào mà không hay biết. Không phải là anh muốn giấu em, chỉ là anh không biết làm thế nào để mở lời với em. Long ở phía sau lên tiếng, khiến Hạnh hơi ngạc nhiên quay người lại nhìn. Hà không nói gì mà chỉ đứng dậy lùi lại phía sau để không gian riêng cho hai người họ nói chuyện. Anh đi tới, nắm chặt lấy tay Hạnh thấp giọng nói. Hạnh, giấu em chuyện lớn như vậy là lỗi của anh. Nhưng anh chỉ muốn em biết tình cảm của anh đối với em từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở phía sau lưng em. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại thì nhất định sẽ thấy anh. Em cần chút thời gian để suy nghĩ. Được, anh sẽ đợi câu trả lời từ em. Dù kết quả có thế nào anh cũng sẽ đợi. Bỗng từ đâu Trung bất ngờ đi ra, nắm lấy vai của Long giật mạnh ra. Xong cậu vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt của Long. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả Hạnh và Hà không kịp trở tay. Ngay khi nhận ra khóe miệng anh rỉ xuống một vệt máu đỏ tươi, cô lập tức lớn tiếng quát. Trung, em đang làm cái trò gì thế? Tên khốn này dám lừa dối chị, hôm nay em phải dạy cho hắn ta một bài học mới được. Sở dĩ Trung tức giận như vậy là vì lúc nãy đứng ở trong bếp đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Hạnh và Hà. Em đừng có làm loạn nữa. Chị đừng có cản em. Hôm nay không cho hắn một trận thì em không phải Hoàng Trung. Nói rồi Trung định lao đến ẩu đả với Long thêm một lần nữa thì Hà vội chạy tới ôm lấy cánh tay của cậu cản lại. Còn Hạnh thì đứng chắn phía trước anh, rồi trừng mắt nhìn cậu gằn giọng nói. Chị nói em đủ rồi đấy. Nếu em muốn động vào Long thì cứ bước qua xác chị trước đi. Chị Hạnh, sao chị cứ bênh hắn chậm chạp vậy thế? Đây là chuyện riêng của chị, em đừng can thiệp vào. Chị cũng không cần em phải ra mặt giúp, nên là đừng đi quá phận sự của mình. Trung tức giận giật cánh tay mình ra khỏi tay Hà, rồi đá mạnh vào cái ghế bên cạnh. Hạnh không nói gì mà cầm túi xách rời đi. Long thấy vậy đi theo phía sau. Anh nói, em đi đâu để anh đưa em đi? Không cần, đừng đi theo em. Dứt lời, Hạnh đi qua bên kia đường. Vì giờ này không quá đông nên đi khá dễ dàng. Chợt lúc này Long để ý đến một chiếc mô tô từ xa chạy đến với tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh không kịp nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy ra đẩy cô ngã vào bên trong, ngược lại, khiến bản thân bị chiếc xe đâm trúng ngã văng ra xa. Hạnh đau đớn, sau đó cô mới định thần được chuyện vừa xảy ra. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ Long đang nằm bất động trên vũng máu. Cả người Hạnh run rẩy ôm lấy thân thể đầy máu của anh. Cô vừa khóc vừa nói. Long, anh có nghe thấy em nói không? Anh đừng ngủ. Em để em gọi cấp cứu, anh sẽ không sao đâu. Nói rồi, Hạnh hét lên để tìm sự giúp đỡ. Từ trong tiệm, Trung và Hà vội vã chạy ra. Vừa thấy họ, cô liền lắp bắp. Gọi cấp cứu đi, nhanh lên, gọi cấp cứu. Dùng chút hơi thở yếu ớt còn lại, Long nói nhỏ. Hạnh, anh yêu em nhiều lắm. Rồi Long gục đi trong vòng tay của Hạnh, khiến cô càng thêm hoảng loạn. Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu đến đưa họ đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Hà cứ khóc mãi. Còn Hạnh
Chị im lặng ngồi nắm chặt lấy tay của Long, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ mất anh mãi mãi. Sau khi Long được đưa vào phòng cấp cứu, Hạnh mới ngồi sụp xuống đất khóc lớn. Hà không kìm được mà ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy cô. Tiếng khóc của cô như xé ruột xé gan, khiến cho Trung không khỏi thấy đau lòng. Trung quay người lén lau đi những giọt nước mắt đang trào rơi. Lúc này cậu cũng suy sụp thì sẽ không còn ai làm chỗ dựa cho họ nữa. Kết thúc 4 tiếng liên tục, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa đi ra, Hà vội đỡ Hạnh cùng đứng dậy chạy đến hỏi: "Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" "Bệnh nhân bị va đập khá mạnh ở phần đầu, tuy nhiên giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Chút nữa y tá sẽ đẩy anh ấy vào phòng hồi sức, khi đó thì gia đình có thể vào thăm rồi." "Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn bác sĩ." Ba người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cánh cửa mở ra một lần nữa, y tá đẩy giường bệnh của Long ra ngoài, rồi cùng họ đến phòng hồi sức. Sắp xếp cho anh cẩn thận xong, y tá rời đi. Hạnh khi này mới ngồi xuống bên cạnh anh, cầm đôi bàn tay lớn của anh áp lên má. Cô nói vừa đủ nghe: "Long, anh mau tỉnh dậy đi. Em muốn ngay bây giờ sẽ cho anh một câu trả lời, nhưng anh phải dậy thì mới nghe được chứ." Mất một ngày một đêm hôn mê, Long mới lờ mờ tỉnh lại. Anh vừa mở mắt ra liền thấy Hạnh ở bên cạnh. Khỏi phải nói lúc đó anh đã vui như thế nào. Có lẽ nên cảm ơn vụ tai nạn này, vì nhờ nó mà Hạnh đã tha thứ và quay lại bên anh. Trong lúc đang ngồi bên cạnh gọt táo cho Long, Hạnh buột miệng hỏi: "Long, anh còn chuyện gì giấu em không?" "Thực ra còn một chuyện nữa anh vẫn chưa nói với em." "Còn chuyện gì, khai ra mau." Nghe vậy, chợt Hạnh ngừng tay lại. Cô quay sang nghiêm mặt nhìn Long, khiến cho anh bật cười thành tiếng, liền vội thanh minh: "Là chuyện về ân nhân của anh. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và phúc hậu. Khoảng một năm trước, vào cái ngày anh phát hiện Thảo ngoại tình, lúc đó anh đã rất sốc, đầu óc anh rối bời, chỉ biết tìm đến rượu bia, cứ như một tên nát rượu. Anh cầm chai rượu loạng choạng đi trên vỉa hè, cứ vậy mà đi ra đến ngoài đường lớn lúc nào không hay. May sao lúc đó cô ấy từ đâu tới kéo anh vào lề đường, nếu không thì anh đã mất mạng rồi. Lúc đó cô ấy đã nói với anh một câu mà anh nhớ mãi đến tận bây giờ." "Câu gì?" "Sinh mạng của mỗi con người trên đời này đều đáng quý cả. Đừng tự giày vò bản thân mình bằng những thứ bia rượu độc hại này nữa. Vừa nãy anh đã suýt mất mạng vì nó đấy. Bia rượu không phải cách duy nhất để giải tỏa phiền muộn đâu. Càng uống say thì anh lại càng nhớ thêm thôi." Mắt của Hạnh chớp chớp mấy cái, dường như câu nói này rất quen thuộc. Hình như là cô đã nhớ ra gì đó rồi. Long nắm chặt lấy tay cô mà nói tiếp: "Sau ngày hôm đó anh đã rất muốn gặp lại cô ấy, nhưng không có cách nào tìm được. Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ngồi vẽ tranh bên cửa sổ ở tiệm cà phê. Chỉ thoáng nhìn qua là anh đã nhận ra cô ấy rồi." Không cần nghĩ cũng biết cô gái đã cứu Long vào tối hôm đó chính là Hạnh. Trong khi anh khắc sâu hình ảnh của cô vào tâm trí, thì cô lại chẳng nhớ một chút gì hết. Xem chừng tất cả đều là duyên nợ cả rồi. Thực chất anh muốn gặp lại cô chỉ đơn giản là muốn nói tiếng cảm ơn thôi. Ai ngờ lại phải lòng cô lúc nào không hay. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là hai anh cảnh sát đi vào, khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra họ đến thông báo về tiến trình điều tra của vụ tai nạn. Không nằm ngoài dự đoán, người đứng sau chuyện này chính là Thảo. Hiện cô ta đã bị tạm giam để phục vụ điều tra và chuẩn bị cho phiên tòa xét xử lần một. Sau khi cảnh sát rời đi, Hạnh mới nói chuyện với Long: "Anh định làm gì tiếp theo?" "Cứ phó mặc cho công an xử lý, anh không có ý kiến." "Em không nói tới Thảo, mà là bé Na cơ. Nếu Thảo thật sự phải đi tù thì bé Na không còn ai chăm sóc rồi. Hay là mình đón con bé về nuôi nhé?" "Không, anh sẽ cho con bé về quê ở với ông bà ngoại." "Như vậy có được không? Dù không phải là con ruột, nhưng anh đã nuôi nấng con bé từ khi mới lọt lòng mà." "Anh nữa à? Bỏ qua tất cả những chuyện đó thì anh quan trọng cảm nhận của em hơn. Anh muốn cắt đứt hoàn toàn những gì liên quan đến cô ta." Khoảng một tuần sau Long xuất viện, thì cũng là lúc phiên tòa xét xử Thảo diễn ra. Không nằm ngoài dự đoán, tội cố ý giết người của cô ta đã bị tòa xử 12 năm tù giam. Kết cục này
chung quy lại vẫn là do cô ta tự chuốc lấy thôi, không trách ai được. Sau biến cố, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo vốn có. Cả ba người đều quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ duy có Chung lựa chọn ra nước ngoài để học tiếp lên tiến sĩ. Dường như sau tất cả, cuối cùng cậu đã nhận ra bản thân dù thế nào cũng không thay thế được vị trí của Long trong lòng Hạnh. Nên cứ như vậy, cậu đem theo mối tình đơn phương rời khỏi nơi đầy nỗi buồn này mà không hề hay biết còn có Hà vẫn đang tương tư cậu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại ở đây rồi. Cảm xúc của quý vị và các bạn về câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ở phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.